Chương 760, toàn bộ giết sạch. Đó là hai người mặc đỏ thẫm áo cà sa tăng nhân, xem ra hết sức già nua, tròm râu cùng lông mày cũng đã nhìn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Này hai người tăng nhân, đều đang là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, trên người tán phát khí tức cực kỳ khủng bố. Bất quá Lăng Tiêu nhìn cũng không có nhìn bọn họ một chút, đấm ra một quyền, nóng rực ánh quyền như một vị chân long, hướng về mặt khác hai cái minh vương tự tăng nhân chấn áp tới. Thật can đảm, cái kia hai cái giả nua tăng nhân trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nhất thời chợt quát một tiếng, hai bên trái phải hướng về Lăng Tiêu đánh tới, kinh khủng quyền ấn, phảng phất chiếu rọi mười phương thế giới, vô cùng óng ánh. Đây là minh vương tự chí tôn sát phạt thuật, đại quang minh quyền ấn, ẩn chứa vô thượng quang minh ý cảnh, vô số đạo quyền ý chồng chất, dường như muốn đem hết thảy đều oanh vì là bột mịn. Bọn họ đây là công Lăng Tiêu vị trí nhất định cứu, coi như là Lăng Tiêu có thể đem hai tăng nhân kia chém giết, bọn họ đại quang minh quyền ấn, cũng biết rơi vào Lăng Tiêu trên người. Sư thúc tổ, cứu ta a! Cái kia hai người trẻ tuổi tăng nhân phảng phất thấy được hy vọng, hô to lên. Bọn họ hiện tại vô cùng hối hận, ai có thể nghĩ tới mấy tên này dĩ nhiên ẩn tàng rồi khí tức, như vậy khủng bố. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặc biệt là Lăng Tiêu, cú đấm kia hạ xuống, hầu như có một loại để cho bọn họ tâm thần bị đoạt, đánh mất bất kỳ chiến ý cảm giác. Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang lóe lên, phía sau phảng phất có một cái màu vàng cự long quét ngang ra, ẩn chứa một luồng bàng bạc vô cùng long uy. Ầm ầm, quyền của hắn mang óng ánh lóa mắt, không có dừng chút nào lưu, cái kia hai người trẻ tuổi minh vương tự tăng nhân, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị hắn một quyền đánh nổ, ở trong hư không nổ thành một mảnh xương máu. Ầm, cái kia hai cái giả nua minh vương tự tăng nhân, đại quang minh quyền ấn quả nhiên cương mãnh vô cùng, hùng hồn dày nặng, trực tiếp đem Lăng Tiêu sau lưng cái kia màu vàng cự long xuyên thủng. Sau đó hung hăng đánh vào Lăng Tiêu trên lưng. Đi chết đi, kinh khủng đại quang minh quyền ấn bạo phát, hai cái giả nua minh vương tự tăng nhân trong ánh mắt đều là lộ ra sát cơ lạnh như băng. Con, thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của bọn họ liền biến. Quyền ấn rơi vào Lăng Tiêu trên người, tưởng tượng Lăng Tiêu bị một quyền đánh chết cảnh tượng cũng không có xuất hiện, ngược lại là đốm lửa bắn tứ tung, giống như là đánh vào một tòa cực kỳ cứng rắn núi cao bên trên. Lăng Tiêu toàn thân phát sáng, áng vàng óng ánh. Từ Lăng Tiêu trên người truyền ra một cổ cường đại vô cùng lực phản chấn. Hai cái giả nua tăng nhân cánh tay tê dại, quả là nhanh muốn mất đi chi giác, trong nháy mắt bay ngược ra, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi. Làm sao có khả năng? Bọn họ vào lúc này mới quan sát tỉ mỉ người thiếu niên trước mắt này, bất quá chỉ là nửa bước chí tôn tu vi, liền đại địa chi kiếp cũng không có vượt qua, làm sao có khả năng sẽ có kinh khủng như vậy sức chiến đấu? Ngươi là Lăng Tiêu, một cái giả nua tăng nhân chợt nhớ tới cái gì? Kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ khó coi vẻ mặt. Đáp đúng, thế nhưng không có thưởng. Lăng Tiêu ánh mắt băng lãnh như thiết, trong nháy mắt ngang trời hướng về này hai cái minh vương tự tăng nhân đánh tới. Vùng thung lũng này chính là long tộc tiền bối lưu lại truyền thừa địa phương, mà minh vương tự người đem vùng thung lũng này canh gác lên, hết sức hiển nhiên là phát hiện cái gì, vì lẽ đó Lăng Tiêu trong nháy mắt liền đã quyết định, đem các loại minh vương tự tăng nhân toàn bộ giết sạch. Giết bọn họ, không giữ lại ai. Lăng Tiêu thanh âm lạnh như băng vang lên, Phượng Nữ, Nguyệt Thần đều là trong ánh mắt phong mang lóe lên, đồng thời hướng về bên trong thung lũng phóng đi. Kha kha, Minh Vương tự con lừa chọc nhóm, gặp phải tiểu gia ta, chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo. Long Ngạo Thiên cũng là cười hì hì, trong nháy mắt hướng về bên trong thung lũng vọt vào. Lăng Tiêu, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta Minh Vương tự là địch sao? Thả chúng ta ly khai, chúng ta bảo đảm cũng không tiếp tục gây sự với ngươi. Hai cái minh vương tự lão tăng người vội vã hô lớn. Biết người trước mắt là Lăng Tiêu, này hai cái minh vương tự tăng nhân nơi nào còn có một tia chiến ý. Đây chính là chém giết quá chí tôn ngoan nhân, sức chiến đấu của bọn họ mặc dù không tệ, nhưng căn bản không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Đã muộn, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, vô cùng lãnh đạm nói rằng, trong nháy mắt liền triển khai tuyệt thế sát phạt thủ đoạn. Ầm ầm ầm, long uy minh mông, quyền ấn kinh thiên, Lăng Tiêu sức chiến đấu triệt để bộc phát ra. Này hai cái minh vương tự lão tăng người tuy rằng thực lực không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là toàn bộ đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, ngay cả chạy trốn cũng không có chạy đi. Bọn họ nguyên thần cũng là thôn thiên vương đỉnh chấn áp lên. Lăng Tiêu trực tiếp không chút khách khí triển khai siêu hồn bí thuật, bắt đầu lục soát bọn họ trong nguyên thần tin tức tương quan. Là minh vương tự minh phi phát hiện nơi này bất đồng sao. Xem ra muốn dành thời gian, bằng không đợi đến vị kia minh phi trở về, e sợ sẽ hoành sinh ba chiết. Cùng Lăng Tiêu phỏng đoán giống như, bên trong vùng thung lũng này thần dị, cũng bị Minh Vương tự Minh Phi phát hiện. Mà Minh Vương tự Minh Phi, mới là Minh Vương tự thiên tài số một đệ tử, còn cái gọi là Minh Tôn, thêm vào bị Lăng Tiêu chém giết một cái nào,
dĩ nhiên có tới 5 người, tất cả đều là Minh Phi nhân tình. Này hai cái lão tăng người đối với Minh Phi hết sức kiêng kỵ, căn cứ bọn họ suy đoán Minh Phi đã có đăng Lâm Thanh Vân bảng sức chiến đấu, chỉ là khá là khiêm tốn thôi. Này hai cái lão tăng người liên thủ, dĩ nhiên cũng ở Minh Phi trong tay đi bất quá một chiêu. Nguyên lai, thập nhị phẩm huyết liên là Minh Phi bảo vật sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn từ nơi này hai cái lão tăng người trong nguyên thần phát hiện, cái kia thập nhị phẩm huyết liên dĩ nhiên là Minh Phi tế luyện bảo vật, chỉ là tạm cấp cho Minh Tôn, kết quả ngược lại là tiện nghi Lăng Tiêu. Thập nhị phẩm huyết liên hiện tại vẫn cứ ở thiên thần thạch bên trong, Lăng Tiêu cũng không hề động thủ luyện hóa, chính là sợ đánh rắn động cỏ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên tại ở đây gặp chính chủ. Vèo, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền bắn vào đến bên trong thung lũng, bên trong sơn cốc chiến đấu cũng đều đã giải quyết rồi. Cái kia hai cái lão tăng người, cùng với canh giữ ở thung lũng cửa vào tứ đại tăng nhân, chính là này một trận Minh Vương tự người mạnh nhất, còn dư lại đều là một ít hoàng giả cảnh đệ tử, đều bị Phượng Nữ, Nguyệt Thần cùng Long Ngạo Thiên giết đi. Nếu là ở trước đây, hay là Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần giết nhiều như vậy đệ tử còn sẽ có chút do dự, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy bên trong thung lũng, có thật nhiều bị tao đạp cô gái trẻ, chết khốn khiếp vô cùng sự thê thảm thời điểm, bọn họ triệt để vô cùng phẫn nộ. Minh Vương tự nơi nào vẫn là Phật môn thánh địa, nhất định chính là không bằng heo chó, liền ma môn cũng không bằng, một đám người cặn bã. Phượng Nữ cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ, Phượng Vĩ phần thiên phiến càn quét ra, trong nháy mắt một luồng nóng rực hỏa diễm tràn ngập ra, đem tất cả Minh Vương tự đệ tử đều thiêu thành cho tàn. Minh Vương tự đã sớm đi ngược Phật môn chân ý, bây giờ bất quá là ngoại ma giữa đường thôi, sau đó gặp Minh Vương tự người, cứ việc giết hết tất cả chính là. Lăng Tiêu ánh mắt cũng là rất lạnh, nhìn chăm chú vào cái kia chút bị tao đạp nữ tử rất lâu, chậm rãi nói rằng. Chúng ta vẫn là dành thời gian đi, như là Minh Vương tự những người khác trở về, e sợ sẽ hoành sinh ba chiết. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, hắn hướng về bên trong thung lũng biển dung nham đi đến. Chương 761, Thần Long Chi Xương. Ầm ầm ầm, biển dung nham nóng rực cực kỳ, lưu động nóng rực hỏa diễm, cái kia cuồn cuộn dung nham, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thuộc tính lửa linh khí, coi như là cường đại đạo khí, đều sẽ bị trong nháy mắt hóa thành nước thép. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được, coi như là nửa bước chí tôn, e sợ đều không chống đỡ được như vậy ngọn lửa nóng bỏng. Ngạo Thiên, ngươi có thể đủ cảm ứng được cái gì không? Lăng Tiêu nhìn Long Ngạo Thiên một chút, Long Liệt nếu nói nơi này truyền thừa thuộc về Long Ngạo Thiên, nhất định có thâm ý. Long Ngạo Thiên vòng quanh biển dung nham đi rồi một vòng, bỗng nhiên trong ánh mắt tinh mang lóe lên nói, biểu ca, ta cảm giác được này biển dung nham trung ương, thật giống có một luồng sức mạnh thần bí, đang kêu gọi ta. Quả nhiên là ở biển dung nham bên trong sao? Rất tốt, các ngươi đều theo ta đồng thời tiến nhập thiên thần thạch bên trong, chúng ta liền đến tìm một chút này dày đặc nham thạch nóng chảy trong biển đến cùng có cái gì. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt bốn người tiến vào thiên thần thạch bên trong. Thiên thần thạch hóa thành một vệt sáng, bắn vào đến rồi biển dung nham bên trong. Biển dung nham bên trong, đâu đâu cũng có ngọn lửa lưu động, hòa lẫn nóng bỏng dung nham, vô cùng khủng bố. Hơn nữa càng đi biển dung nham nơi sâu xa, càng có thể cảm giác được vẻ này nóng rực sức mạnh, thậm chí bắt đầu có đủ mọi màu sắc hỏa diễm tràn ngập, tứ phương đều là cuộn trào mãnh liệt biển lửa. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt trên chỉ là thông thường tâm dung nham hỏa. Thế nhưng phía dưới dĩ nhiên ẩn chứa Thái Dương chân hỏa. Phượng Nữ ánh mắt chấn động, thâm nhập đến biển dung nham hơn trăm trượng sau khi, là có thể cảm giác được, xung quanh đều là từng sợi Thái Dương chân hỏa, nóng bỏng vô biên. Không chỉ là Thái Dương chân hỏa, các ngươi nhìn đó là cái gì? Nguyệt Thần mắt sáng lên, chỉ về đằng trước nói rằng, nơi đó có từng tia tràn đầy sương mù, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành từng cái thật nhỏ long hình hỏa diễm, cũng vậy đan xen vào nhau, như là một cái to lớn kén giống như. Thần Long Chi Hỏa, nhìn tới nơi này thật là có một vị đã thành tựu thần linh long tộc cường giả a. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Cái kia chút long hình hỏa diễm, xem ra phảng phất tràn đầy linh tính, ở trong biển lửa bơi lội, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, tích chứa trong đó sức mạnh kinh khủng. Vèo, Lăng Tiêu cưỡi thiên thần thạch, trong nháy mắt liền xông phá tầng kia hỏa kén, trước mắt trở nên rộng mở sáng sủa. Đây là một mảnh to lớn lòng đất sơn động. Tuy rằng khí tức như cũ hết sức nóng rực, nhưng người bình thường đã có thể thừa nhận rồi. Chỉ là đỉnh đầu, đỉnh núi lối vào, tầng kia long hình hỏa diễm, vẫn ở chỗ cũ tứ phương bơi lội, tản ra kinh khủng nóng rực sức mạnh. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, coi như là cường giả chí tôn, e sợ cũng rất khó xuyên thủng tầng kia thần long chi hỏa phong tỏa. Đây là, long tộc tiền bối hài cốt, Long Ngạo Thiên thanh âm chấn động, có chút ngưng trọng đứng lên.
ở Lăng Tiêu trước mắt của bọn họ, là một cái dài vạn trượng cự đại long xương, toàn thân hiện ra vàng ròng vẻ, long cốt óng ánh trong suốt, xem ra giống như là tinh xảo nhất hàng mỹ nghệ. To lớn long cốt kéo dài vạn trượng, nằm ở mảnh này to lớn lòng đất bên trong hang núi, đồng thời tản ra một luồng ngập trời long uy, làm cho tâm thần người run rẩy. Thần long chi xương, quả nhiên là thần long chi xương a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt phong mang óng ánh. Hắn bây giờ đã ngưng tụ chân long huyết mạch, thế nhưng ở đây một cái vạn trượng long cốt trước mặt, như cũ cảm giác được huyết mạch rung động, hơn nữa con rồng này xương tản mát ra gợn sóng, cũng đã vượt qua khí tức chí tôn. Đây là một cái thần linh cảnh giới long tộc cường giả. Nơi này có một đạo to lớn dấu tay, có người chỉ tay liền diệt sát vị này long tộc cường giả. Phượng nữ thanh âm truyền đến, Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên vội vã bay qua, ở vạn trượng long cốt đầu rồng vị trí, to lớn đầu rồng như một tòa tiểu sơn đầu giống như, nhưng mi tâm chỗ, có một đạo màu đen dấu tay, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng long cốt mi tâm, e sợ liền nguyên thần cũng đã xuyên thủng, không có bất kỳ sóng linh hồn dấu vết. Có vực ngoại thiên ma khí tức, xem ra chém giết vị này long tộc tiền bối, hẳn là một vị vực ngoại thiên ma. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, cái kia một đạo màu đen dấu tay tuy rằng rất nhạt, nhưng Lăng Tiêu vẫn là bén nhạy đã nhận ra vực ngoại thiên ma khí tức. Hơn nữa nhìn này cái thần long chi xương, e sợ cách hiện nay chỉ ít cũng có vài chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm năm tháng. Lăng Tiêu suy đoán, chẳng lẽ này một vị thần long tiền bối, tham dự trăm vạn năm trước trận chiến đó sao? Nói như thế, mảnh này tuế nguyệt động, rất có thể chính là trăm vạn năm trước trận chiến đó di tích. Ngạo Thiên, thanh vị này long tộc tiền bối hài cốt mang về đi, táng vào hóa long trì hoặc là long mộ bên trong, này chắc cũng là vị tiền bối này tâm nguyện chưa dứt. Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói, bất quá để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có phát hiện thần long chi cốt thượng có truyền thừa tồn tại gợn sóng. Chẳng lẽ, Long Liệt chỉ là muốn để Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đem đạo này thần long chi xương mang về sao? Nên không có khả năng lắm. Lăng Tiêu vừa cẩn thận tra xét một lần, rốt cục ở vị trí lão đại, phát hiện một ít phù văn màu vàng. Đây là long tộc huyết mạch truyền thừa bí mật chữ. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, phảng phất như là nghĩ tới điều gì. Huyết mạch truyền thừa bí mật chữ, còn giống như thực sự là, nhìn tới nơi này mặt, nên tích chứa chính là vị này thần long tiền bối lưu lại truyền thừa. Long Ngạo Thiên cũng là có chút ngạc nhiên nói rằng, long tộc huyết mạch truyền thừa bí mật chữ, chính là lấy huyết mạch là bản nguyên, dung hợp thiên địa phép tắc sức mạnh, hình thành cường đại truyền thừa lực lượng, chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể tiếp thu này loại truyền thừa lực lượng. Ngạo Thiên, ngươi đến thử xem đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, được, Long Ngạo Thiên gật gật đầu, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống. Ầm ầm, một luồng màu vàng khí huyết bốc lên, Long Ngạo Thiên khí huyết dồi dào như biển, phía sau phảng phất có tiếng rồng ngâm tràn ngập, một cổ cường đại sức mạnh huyết thống hướng về thần long chi xương lan tràn mà đến, trong nháy mắt liền khắc ở cái kia một đoàn phù văn màu vàng bên trên. Bù, thần long chi xương bắt đầu run rẩy chuyển động, từng viên phù văn màu vàng chậm rãi lơ lửng, thần long chi xương tỏa ra một cổ cường đại long uy. Phảng phất giống là sống lại giống như, một luồng kim quang sáng chói huyết dịch, từ thần long chi xương bên trong vọt ra, trong nháy mắt liền đem Long Ngạo Thiên bao vây lại. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu chân long huyết mạch cũng là bắt đầu run rẩy chuyển động, đồng thời tổ long bí thuật bắt đầu tự động vận chuyển, bàng bạc khí huyết tràn ngập, như là cảm thấy Lăng Tiêu trên người khí tức, cũng có một đoàn dòng máu màu vàng óng hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu huyết mạch như là sôi trào lên, ngọn lửa màu vàng óng lượn lờ, quanh người hắn dâng lên xích tiêu. Một luồng sức mạnh thần bí bắt đầu ở xung quanh hắn lan tràn ra. Loại biến hóa này, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới. Thế nhưng vẻ này bàng bạc vô cùng sức mạnh huyết thống vào tới, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể giữ chặt tâm thần, bắt đầu luyện hóa sức mạnh kia, đồng thời tìm hiểu từ trong huyết mạch truyền tới đạo đạo tin tức thần bí. Phượng nữ, Nguyệt thần, làm phiền các ngươi vì ta cùng Ngạo Thiên hộ pháp. Cẩn thận Minh Vương tự người. Lăng Tiêu vẻn vẹn là đến kịp truyền âm cho Phượng nữ cùng Nguyệt thần. Sau đó cả người đã bị vẻ này bàng bạc sức mạnh huyết thống che mất. Chương 762, Đại địa chi kiếp. Ầm ầm ầm, bàng bạc sức mạnh huyết thống mãnh liệt mà đến, ẩn chứa một cổ cường đại thần bí long uy, nguồn sức mạnh kia vô cùng bàng bạc, ở trước mặt, Lăng Tiêu cảm giác được mình tựa như là một con giun dế. Hoảng hốt trong đó, hắn phảng phất đi tới trăm vạn năm trước, một vị dài vạn trượng vàng dòng thần long ngang dọc vòng trời, chém giết đẫm máu, ở vô số vực ngoại thiên ma bên trong ra sức tử chiến. Đuôi rồng quét qua chính là mảng lớn vực ngoại thiên ma nổ tung, vuốt rồng ngang trời, vực ngoại thiên ma óc vỡ toang, chết oan chết uổng. Ta, Long Ngang, chân long đại thế giới long tộc tộc trưởng, tùy tùng yêu thánh đại nhân chiến thiên ma, diệt ma uy, quét ngang chư thiên.
một cổ thần bí mà cổ xưa âm thanh ở Lăng Tiêu trong óc vang vọng. Lăng Tiêu chấn động trong lòng, đây là này một bộ thần long chi xương lưu lại tin tức, chất chứa ở trong huyết mạch, Lăng Tiêu hấp thu sức mạnh huyết thống, cũng một cách tự nhiên kích hoạt rồi đạo này tin tức. Theo đạo kia tin tức giảng giải, Lăng Tiêu cũng rốt cuộc hiểu rõ này một bộ thần long chi xương thân phận. Nguyên lai này một bộ thần long chi xương tên là Long Ngang, chính là chân long đại thế giới long tộc tộc trưởng, chỉ vì vực ngoại thiên ma xâm lấn, chân long đại thế giới sụp đổ, Long Ngang đi theo yêu thánh cùng vực ngoại thiên ma đại chiến, vô số long tộc cường giả chết trận. Liền ngay cả Long Ngang cuối cùng cũng chết ở một vị thiên ma thần trong tay, hài cốt lưu tại chiến thần đại thế giới. Nguyên lai long tộc dĩ nhiên cũng không phải chiến thần đại thế giới chủng tộc, mà là từ chân long đại thế giới mà đến sao. Xem ra cùng Tu La bộ tộc, thậm chí là bàn cổ bộ tộc còn có cửu vĩ thiên hồ bộ tộc giống như a. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, nói đến vị này Long Ngang vẫn là Long Liệt cùng Long Ngạo Thiên tổ tiên, lai lịch thân phận đều hết sức đáng sợ. Chân long đại thế giới long tộc tộc trưởng, bước vào thần linh cảnh cường giả tuyệt thế, đều đang bị vực ngoại thiên ma chỉ tay giết chết, này vực ngoại thiên ma thế lực khiến người ta nhớ tới đều có chút không rét mà run. Đồng thời, Long Ngang lưu lại trong tin tức, còn có hai thiên thần bí kinh văn. Đế Long Kinh, Vạn Long Đồ Thần Thuật, Lăng Tiêu còn chưa kịp đến xem này hai thiên kinh văn, nhất thời cái kia cổ kinh khủng sức mạnh huyết thống ngay ở Lăng Tiêu trong cơ thể bạo phát. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân áng vàng lượn lờ, thần quang óng ánh lóa mắt, cơ thể hắn nguyên bản liền đã đạt đến thiên long thân thể cực hạn, hơn nữa ngưng tụ chân long huyết mạch, này cỗ bàng bạc thần long huyết mạch hướng về trong cơ thể hắn vọt tới, nhất thời để trong thân thể hắn xảy ra một loại thần bí lột xác. Từng nét bùa chú tràn ngập, ở Lăng Tiêu trong thân thể, phảng phất có ngàn tỷ đạo kim sắc tiểu long đan dệt, ở nuốt chửng vẻ này bàng bạc thần lực, không ngừng trưởng thành. Lăng Tiêu cảm giác được cơ thể chính mình đều sắp bị xanh bạo. Coi như là cũng chỉ có một đạo thần long huyết mạch, đó cũng là thần linh sức mạnh, căn bản không phải hắn hiện tại có thể thừa nhận. Lăng Tiêu vận chuyển thôn thiên bí thuật cùng với vô tự thiên thư, đồng thời đi luyện hóa này cỗ thần long huyết mạch. Cũng không biết Ngạo Thiên có thể hay không chịu đựng nguồn sức mạnh này. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng lo lắng, thế nhưng hắn hiện tại căn bản không phát hiện được Long Ngạo Thiên tình hình, chỉ có thể giữ chặt tâm thần, không ngừng đi nuốt chửng thần long huyết mạch sức mạnh. Lăng Tiêu quanh thân đều ở đây dâng lên hào quang, một đạo đạo kim sắc thần quang đan dệt thành long hình, phảng phất tạo thành một đạo to lớn kén, đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Lăng Tiêu thân thể lực lượng nguyên bản đã đạt đến một loại cực hạn, thế nhưng tại này cỗ thần linh huyết mạch trùng kích vào, hắn cảm giác được thân thể dĩ nhiên như là phá vỡ cực hạn, trở nên càng ngày càng khủng bố. Từng đạo long lân xuất hiện ở Lăng Tiêu da rẻ bề ngoài, xương của hắn đầu, huyết mạch, trên thân thể cũng bắt đầu minh khắc từng tầng phù văn màu vàng. Đó là long tộc huyết mạch, cũng là thiên đạo pháp tắc tán thành, ẩn chứa long hàm nghĩa. Nhân cơ hội này, một lần vượt qua đại địa chi kiếp đi. Lăng Tiêu trong lòng quát nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bắt đầu hướng về đại địa chi kiếp đánh tới. Ầm ầm ầm, phảng phất là nào đó loại thiên địa pháp tắc bị xúc động, Lăng Tiêu thân thể tỏa ra một cỗ ba động khủng bố, trong đất có vô số huyền hoàng sương mù tràn ngập ra, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể phun trào. Ầm ầm ầm, những huyền hoàng khí kia chính là bản nguyên mẫu khí, cùng thiên địa pháp tắc hòa làm một thể, phảng phất hóa thành từng đạo thật nhỏ ánh đao, ở Lăng Tiêu trong cơ thể nổ ra. Cái kia cổ kinh khủng vô cùng sức mạnh, dường như muốn đem Lăng Tiêu thân thể mài thành phấn vụn. Lăng Tiêu da rẻ bề ngoài cũng bắt đầu nứt nẻ, coi như là hắn hiện tại đang nuốt chửng thần long huyết mạch, nhưng dĩ nhiên cũng rất khó chịu đựng này cổ kinh khủng đại địa chi kiếp. Chí tôn chính là thiên địa phép tắc tán thành, có vạn năm tuổi thọ, là phía trên thế giới này tuyệt đại cường giả, đứng hàng nhân đạo đỉnh cao nhất. Muốn chứng đạo chí tôn, nhất định phải trải qua tứ tượng chi kiếp cùng với chí tôn cướp rèn luyện. Tứ tượng chi kiếp vì là địa thủy phong hỏa tứ tượng lực lượng, theo thứ tự là đại địa chi kiếp, hắc thủy chi kiếp, thiên phong chi kiếp, liệt hỏa chi kiếp. Đại địa chi kiếp giáng lâm, thân thể tan vỡ, sau khi phá rồi dựng lại, thành tựu hoàn mỹ thân thể. Hắc thủy chi kiếp giáng lâm, chân khí hóa đi, cọ rửa tạp chất, thành tựu tiên thiên đạo thể. Thiên phong chi kiếp giáng lâm, nguyên thần phá nát, vạn kiếp gia thân, thành tựu thuần dương nguyên thần. Liệt hỏa chi kiếp giáng lâm, tinh khí thần tam bảo đồng thời vượt kiếp, ở thiên đạo chi hỏa thiêu đốt hạ, chu ngày một thể, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Vượt qua tứ tượng chi kiếp sau, lần thứ hai quá chí tôn kiếp, là có thể chứng đạo tuyệt thế chí tôn. Này năm đại kiếp nạn, mỗi một kiếp đều vô cùng gian nan, cần hùng hậu tích lũy, có mấy người thậm chí cần hàng trăm hàng ngàn năm đánh bóng thân thể. Nhưng này chút võ đạo thánh địa thiên tài tuyệt thế, có tông môn vô lượng tài nguyên cung cấp, tinh thần khí tam bảo rất nhanh sẽ có thể đánh bóng hoàn mỹ, nhanh chóng vượt qua tứ tượng chi kiếp.
nhưng cuối cùng một đạo chí tôn kiếp, gặp phải thiên địa đại đạo nghiền ép, mỗi người đều là vô cùng thận trọng, không dám dễ dàng đi độ kiếp. Mà Lăng Tiêu phía trước tích lũy quá mức chất phác, thân thể càng mạnh, đại địa chi kiếp tự nhiên cũng là càng mạnh, cái này cũng là Lăng Tiêu vì sao không chờ ngưng tụ chân long thân thể lần thứ hai đại địa chi kiếp nguyên nhân. Như là hắn ngưng tụ chân long thân thể, có tàn sát giết chí tôn tuyệt thế chiến thể, vào lúc ấy lại đi độ đại địa chi kiếp, coi như là thiên đạo cũng không thể tha cho hắn, có thể nói là chắc chắn phải chết. Coi như là hiện tại, Lăng Tiêu tích lũy đã có thể được xưng là khoáng tuyệt cổ kim, xung quanh ba vạn dặm huyền hoàng địa khí phun trào, từng đạo thiên địa pháp tắc lan tràn ra, dường như muốn đưa hắn hoàn toàn ép thành bột mịn. Răng rác, Lăng Tiêu thân thể tảng lớn mảng lớn dạn nứt, giống như là vỡ tan đồ sứ giống như, phảng phất tùy thời có thể nổ ra. Từng đạo huyền hoàng khí lượn lờ, thiên địa pháp tắc ở trong cơ thể hắn tàn phá, Lăng Tiêu huyết mạch trong cơ thể khí phun trào, thần long huyết mạch cuồn cuộn không dứt dung nhập vào trong thân thể của hắn, duy trì thân thể của hắn vận chuyển. Nếu không phải là có thần long huyết mạch nguyên nhân, Lăng Tiêu cảm giác chỉ sợ hắn muốn vượt qua đại địa chi kiếp, tuyệt đối muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Bù, một luồng nhàn nhạt gợn sóng từ trong đất phun trào, hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể lan tràn ra, mỗi một lần chấn động, đều sẽ để cơ thể hắn càng phát phá nát, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ ra. Thế nhưng vẻ này thần long huyết mạch, nhưng gắt gao đem cơ thể hắn hấp ở một thể. Vẻ này cả người tan xương nát thịt cực hạn thống khổ lan tràn ra, hầu như phải đem người hành hạ đến điên cuồng, thế nhưng Lăng Tiêu xung quanh lông mày đều không hề nhíu một lần. Chương 763, biểu lộ cõi lòng. Lăng Tiêu một bên luyện hóa thần máu rồng mạch, một bên độ đại địa chi kiếp, ở như vậy một loại dưới trạng thái, cơ thể hắn càng phát óng ánh. Bù, Lăng Tiêu thân thể đang hơi rung động, mỗi một lần rung động đều sẽ có một tia lực lượng pháp tác dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lăng Tiêu thân thể áng vàng lượn lờ, phảng phất đang hướng về một loại thần bí pháp tắc thân thể chuyển biến, vẻ này nhàn nhạt gợn sóng, đều sẽ để hư không chấn động kịch liệt. Cứ như vậy, Lăng Tiêu lâm vào như vậy một loại thần bí trạng thái, quên mất thời gian, quên mất tất cả. Lăng Tiêu đây là ở độ đại địa chi kiếp sao? Phượng nữ trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Không sai, hẳn là. Chỉ là này cỗ huyền hoàng địa khí gợn sóng quá mãnh liệt, e sợ cũng chỉ có Lăng Tiêu độ kiếp thời điểm, mới có động tĩnh lớn như vậy. Nguyệt thần cười nhạt một cái nói. Phượng nữ cùng Nguyệt thần canh giữ ở Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trước mặt, vì bọn họ hộ pháp. Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên ngồi xếp bằng ở vị trí lão đại, quanh thân áng vàng lượn lờ, tạo thành hai cái to lớn long hình kim kén, đang tiến hành kỳ dị nào đó lột xác. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu động tĩnh to lớn nhất, bởi vì hắn vẫn còn ở độ đại địa chi kiếp, mà Long Ngạo Thiên động tĩnh thì lại rất nhỏ, chỉ có kim quang nhàn nhạt tràn ngập, nhưng cũng tản ra một luồng để Phượng nữ cùng Nguyệt thần đều có chút tâm quý khí tức. Nguyệt thần tỷ tỷ, người có cũng yêu thích Lăng Tiêu. Phượng nữ chăm chú nhìn Nguyệt thần hỏi. Nàng cùng Nguyệt thần ngồi ở đây trống trải lòng đất bên trong hang núi, một bên vì là Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hộ pháp, một bên ở Liêu Thiên. Cái này cũng chữ dùng được. Xem ra, tiểu vũ muội muội ngươi là thừa nhận ngươi yêu thích Lăng Tiêu. Nguyệt thần nhợt nhạt nở nụ cười, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Phượng nữ gò má ửng đỏ, nhất thời liền biết mình nói lỡ miệng, có chút ngượng ngùng cúi xuống đầu, nhưng chỉ chốc lát sau, nàng bỗng nhiên nâng lên đầu nói rằng, không sai, ta là ưa thích Lăng Tiêu. Cùng với hắn thời điểm, có một loại hết sức cảm giác an toàn, cũng rất vui vẻ, ấm áp, ngược lại chẳng biết vì sao ta chính là hết sức ỷ lại hắn. Chúng ta đồng thời từ bát hoang vực đi tới, ta chưa từng có gặp đến bất cứ người nào giống Lăng Tiêu như vậy, nắm giữ vô cùng vô tận ma lực, phảng phất thật không có cái gì là hắn không làm được sự tình, coi như là ở thiên kiêu tụ tập chiến thần đại lục, coi như là cùng cái kia chút võ đạo thánh địa thiên tài tuyệt thế so với, Lăng Tiêu đều là nổi bật nhất một cái. Ta đối với hắn tâm tình hết sức phức tạp. Lúc mới bắt đầu hắn vì ta giải trừ huyết mạch cầm cố, nhưng cũng giết vạn thú môn rất nhiều trưởng lão cùng sư huynh, ta không biết nên làm sao đối mặt hắn. Thế nhưng hắn vẫn truyền cho ta chân hoàng bí thuật, đồng thời mang ta ly khai bát hoang vực, tới kiến thức thiên địa rộng lớn hơn. Đặc biệt là ở U Minh thuyền bên trên, hắn vì cứu chúng ta, một người rơi xuống luân hồi hải, vào lúc ấy lòng giống như là xé rách giống như, ta mới thật sự mặt đối với nội tâm của chính mình, nguyên lai bất chi bất giác, ta đã thích hắn. Phượng nữ thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia vui mừng, một tia thấp thỏm, chậm rãi giảng giải cõi lòng của chính mình, phảng phất cũng chỉ có vào lúc này, nàng mới có thể mau thả tất cả, đem tâm sự của chính mình nói cho Nguyệt thần nghe. Ngốc nha đầu, ngươi cho rằng người khác không nhìn ra được sao? Là cá nhân cũng nhìn ra được, lòng của ngươi đã sớm ở Lăng Tiêu trên người. Nguyệt thần nhẹ nhàng cười một tiếng nói, thế nhưng, ta trước sau cảm giác được, Lăng Tiêu cùng ta trong đó rõ ràng cách rất gần.
nhưng cũng rất xa, giống như là lạc lối trốn nhân gian thần vương giống như, thật giống sớm muộn cũng phải trở lại bầu trời. Hắn xem ra hết sức rộng rãi, vui cười tức giận mắng, đối với chúng ta hết sức quan tâm, nhưng thật giống như nội tâm lại rất đóng kín, ta nhìn không thấu hắn, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thậm chí, ta căn bản không biết hắn có thích ta hay không. Phượng nữ thanh âm có chút trầm thấp, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia mờ mịt. Lăng Tiêu xác thực rất đặc biệt, cũng hết sức thần bí, hắn đáng giá người đi yêu thích, thế nhưng trên người hắn hẳn có rất nhiều bí mật, hoặc giả nói là lưng đeo sứ mệnh. Ngốc nhà đầu, tin tưởng hắn đi, chỉ cần ngươi yêu thích hắn, nên đi tin tưởng hắn. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi xinh đẹp như vậy đáng yêu, hắn cũng khẳng định thích ngươi. Nguyệt thần trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang nhàn nhạt, chậm rãi nói rằng. Vậy còn ngươi, Nguyệt thần tỷ tỷ, ngươi yêu thích Lăng Tiêu sao? Phượng nữ liền vội vàng hỏi. Ta không biết, Nguyệt thần khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở, trong ánh mắt có nhàn nhạt vẻ mê man. Lăng Tiêu đối với ta cũng rất tốt, giúp ta tìm đến Nhật Nguyệt tinh thần kinh, dẫn ta tới chiến thần đại lục, một đường bảo vệ ta, quan tâm ta. Nói đến ta hẳn là thích hắn, thế nhưng ta và ngươi không giống nhau, ta trước sau thân bất do kỷ, ta cũng có sứ mạng của chính mình muốn đi gánh vác. Vì lẽ đó, yêu thích một người đối với ta mà nói quá xa xỉ, không phải ta có thể đi vọng tưởng. Nguyệt thần thanh âm rất nhẹ, tận đến giờ phút này, nguyên bản cái kia không dính khói bụi trần gian thần nữ, mới lộ ra một tia làm cho đau lòng người nhu nhược. Nguyệt thần tỷ tỷ, ngươi có sứ mạng gì? Ngươi nói ra, mọi người chúng ta đều có thể vì ngươi chia sẻ, Lăng Tiêu hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ có biện pháp giúp cho ngươi. Phượng nữ có chút lo lắng nói rằng, hắn không giúp được ta, ai cũng không giúp được ta, đây là ta số mệnh, hơn nữa đi tới tuế nguyệt động, chính là ta số mệnh lại một lần luân hồi. Nguyệt thần cười nhạt, trong ánh mắt có một tia tiêu điều vẻ. Nguyệt thần tỷ tỷ, phượng nữ có chút đau lòng bắt được Nguyệt thần tay, nhưng xúc tu nhưng vô cùng lạnh lẽo. Tiểu vũ, ta trước sau cảm giác được, Lăng Tiêu trong lòng hay là đã có một cái người yêu, cho nên mới phải nhường ngươi sinh ra loại cảm giác đó. Bất quá hạnh phúc của mình, phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, ta tin tưởng chỉ cần ngươi nỗ lực, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ yêu của ngươi. Nguyệt thần nhìn phượng nữ nhẹ nhàng cười nói, hắn đã có người yêu sao? Phượng nữ trong lòng khẽ run lên, nàng tuy rằng sớm đã có suy đoán, thế nhưng nghe Nguyệt thần nói ra, nàng vẫn có một loại cảm giác đau lòng. Không sao, Nguyệt thần tỷ tỷ, hắn thích người kia đến hiện tại cũng không có xuất hiện, thậm chí ở Lăng Tiêu gian nan nhất thời điểm đều không ở, nói rõ người kia căn bản không xứng với Lăng Tiêu, ta biết vẫn bồi ở bên cạnh hắn, bất kể là sinh. Vẫn là chết, phượng nữ giống là đang an ủi mình, nhìn cách đó không xa Lăng Tiêu một chút, trong hai mắt ôn nhu như nước. Phảng phất có thể hóa mở tất cả hàn băng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, đương nhiên tốt nhất, Nguyệt thần khẽ mỉm cười nói. Hả, Nguyệt thần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, lộ ra một tia phong mang vẻ, nàng cảm giác được có một luồng nhàn nhạt gợn sóng từ bên trên truyền đến. Có người, phượng nữ trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia tinh mang, nhất thời đứng dậy. Ầm ầm ầm, trên đỉnh đầu, đoàn kia thần linh chi hỏa biến thành phong ấn kết giới bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, ánh sáng óng ánh. Phảng phất có cái gì đang công kích đoàn kia thần linh chi hỏa. Bù, một đạo hào quang màu nhũ bạch từ bên trên hạ xuống, nhất thời một cái nhũ bạch sắc ngọc tịnh bình xuyên qua thần linh chi hỏa, chậm rãi rơi dưới mặt đất bên trong hang núi. Ta còn tưởng rằng ai to gan như vậy dám giết ta Minh Vương tự người, không nghĩ tới là Hỏa Diễm Sơn Phượng Nữ cùng Thái Âm Cung Nguyệt Thần. Một đạo giống như chuông gió tiếng cười truyền đến, nhất thời ánh sáng lóe lên, mấy bóng người xuất hiện ở Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần trước mặt. Chương 764, Già Lam Minh Phi, đó là một người mặc hào hoa phú quý tăng bào đàn bà xinh đẹp, mang đỉnh đầu thất bảo lưu ly quan, quanh thân anh lạc tua rua óng ánh lóa mắt, một cái nhíu mày một nụ cười đều có tất cả phong tình. Nàng quanh thân tản ra nhàn nhạt Phật quang, xem ra thanh tịnh hoàn mỹ, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất đúng là một vị đại đức cao tăng. Chính là Minh Vương tự Minh Phi, sau lưng nàng, có bốn cái trên người mặc nguyệt sắc tăng bào tuổi trẻ tăng nhân, xem ra đều hết sức anh tuấn. Từng cái mặt mày thanh tú, chắp hai tay, nhìn về phía Minh Phi trong ánh mắt, tràn đầy nhu tình cùng vẻ sùng bái. Già Lam Minh Phi, phượng nữ mắt sáng lên, lộ ra một tia phong mang vẻ. Trước mắt Già Lam Minh Phi, chính là thế hệ này Minh Vương tự bên trong xuất chúng nhất đệ tử, nguyên bản Minh Phi đều là Minh Vương tự đệ tử đồ chơi, thế nhưng vị này Minh Phi nhưng phương pháp trái ngược, trai lơ 3000, lấy dương bổ âm, thủ hạ có tứ đại Minh Tôn, tu vi sâu không lường được. Già Lam Minh Phi đã là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, mà sau lưng nàng cái kia bốn cái minh tôn, cũng đều là vượt qua đại địa chi kiếp. Già Lam Minh Phi tới đây chuyện gì? Như thì không muốn Minh Vương tự cùng Thái Âm Cung, Hỏa Diễm Sơn khai chiến, vậy thì mời ly khai đi. Nguyệt thần thản nhiên nói,
quanh thân nhàn nhạt ánh trăng tràn ngập, bắt đầu đề phòng rồi lên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyệt thần đây không phải là biết còn hỏi sao? Ta tới nơi này chuyện gì, các ngươi rất rõ ràng. Ta cũng không nghĩ tới, này dày đặc nham thạch nóng chảy trong biển, dĩ nhiên có một bộ thần long chi xương, các ngươi giết ta Minh Vương tự người, muốn độc chiếm thần long chi xương, e sợ thiên hạ không có chuyện tiện nghi như vậy chứ. Già Lam Minh Phi nhẹ nhàng cười một tiếng nói, vậy các ngươi muốn phải như thế nào? Phượng nữ trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, trước mắt năm người này thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ, từng cái tu vi đều so với Nguyệt thần cùng Phượng nữ mạnh hơn, như là đại chiến, Nguyệt thần cùng Phượng nữ hay là có thể tự vệ, thế nhưng liền sợ bọn họ làm trễ nãi Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên tu luyện. Nếu là ta không có đoán sai, Lăng Tiêu tiểu đệ đệ hiện đang tiếp thu này là thần long chi xương truyền thừa chứ? Hắn cũng thật là nhẫn tâm, giết người ta rồi Minh Vương tự nhiều người như vậy, còn giết ta một vị Minh Tôn, không bằng liền để Lăng Tiêu tiểu đệ đệ làm ta Minh Tôn làm sao? Ta nhất định sẽ cố gắng yêu thương hắn. Già Lam Minh Phi cười khúc khích, sóng mắt lưu động trong đó, tràn đầy quyến rũ vẻ mặt. Mụ điên, Lăng Tiêu sẽ không coi trọng ngươi. Ta khuyên ngươi chính là cút nhanh lên, nếu không thì, cũng chớ có trách chúng ta không khách khí. Phượng nữ lạnh lùng nói, trong tay nàng ánh sáng lóe lên, phượng vĩ phần thiên phiến lập lòe xích tiêu, xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Có thể hay không coi trọng ta, đó cũng không phải là ngươi nói toán nha. Ngươi không biết cũng yêu thích Lăng Tiêu tiểu đệ đệ chứ. Ta cũng thích chặt chẽ đây, ta cũng sẽ không tặng cho ngươi nha, phượng tiên tử. Già Lam Minh Phi mị hoặc cười nói, trong đôi mắt đẹp có hào quang nhàn nhạt tràn ngập, phảng phất tạo thành một đạo thần bí vòng xoáy, phải đem phượng nữ tâm thần đều nuốt chửng đi vào. Vèo, Nguyệt thần trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một mảnh sáng chói ánh trăng tràn ngập ra, lạnh như băng khí tức cắt đứt Già Lam Minh Phi trong ánh mắt tầng kia ánh sáng, phượng nữ nhất thời liền tỉnh táo lại. Đê tiện, phượng nữ trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, cả người đều tản ra một cổ kinh khủng vô cùng khí tức, phảng phất có ngọn lửa màu đen sau lưng nàng bốc lên, phượng vĩ phần thiên phiến lưu động, để hư không đều đang kịch liệt rung động. Phượng vĩ phần thiên phiến sao? Thực sự là món tốt bảo vật a. Không bằng đưa cho tỷ tỷ, làm sao? Già Lam Minh Phi khẽ mỉm cười, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt sáng, hướng về phượng nữ vào tới, nhẹ bỗng một chưởng đánh ra, hướng về phượng nữ ấn đến. Các ngươi năm cái, giết cái kia hai đạo kim kén trong người. Già Lam Minh Phi sát cơ sôi trào âm thanh ở đó tứ đại Minh Tôn trong óc vang lên. Phải, tứ đại Minh Tôn đối với Già Lam Minh Phi mệnh lệnh tự nhiên là không có bất kỳ chần chờ, trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo lưu quang. Hướng về kim kén trong Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên nhào tới. Nguyệt thần tỷ tỷ, cản bọn họ lại. Phượng nữ trong lòng quính lên, vội vã hô lớn. Được, phượng nữ trong ánh mắt lập lòe ra một dòng sát ý lạnh lẽo, trong tay nàng ánh sáng lóe lên, một đạo ngân trường kiếm màu trắng óng ánh lóa mắt, tản ra rét lạnh ánh sáng, trong nháy mắt hướng về tứ đại Minh Tôn chém tới. Thái âm cổ kiếm sao? Không tồi không tồi, tỷ tỷ ta đều hết sức yêu thích đây, tất cả đưa cho ta đi. Già Lam Minh Phi cười khúc khích. Trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, mặt khác một trường ngang trời gió tới, từng đạo phù văn thần bí, lượn lờ Phật quang, chắn Nguyệt thần trước mặt. Vù, Già Lam Minh Phi trong tay, cái viên này nhũ bình ngọc màu trắng ngang trời bay lên, một cổ cường đại vô cùng lực cắn nuốt, hướng về phượng nữ cùng Nguyệt thần nuốt đến. Thanh tịnh lưu ly bình, phượng nữ mắt sáng lên, cũng nhận ra này là một kiện cường đại chí tôn khí, hơn nữa nội hàm tiểu thế giới, có thể đem người hút vào trong đó, trong thời gian ngắn liền sẽ hóa thành nước mù. Vừa Già Lam Minh Phi liền là dựa vào thanh tịnh lưu ly bình mới đột phá tầng kia thần long chi hỏa, nếu không thì bọn họ căn bản không vào được. Bù, phượng vĩ phần thiên phiến cùng thái sơ cổ kiếm đều là hào quang tỏa sáng, đồng thời tản ra cường đại chí tôn thần uy, chống đối thanh tịnh lưu ly bình sức mạnh. Hai vị tiểu muội muội, các ngươi xinh đẹp như vậy, để tỷ tỷ đều thật ghen tị đây, không bằng đem bọn ngươi tóm lại, đưa cho những sư huynh kia cho rằng Minh Phi, tin tưởng bọn hắn khẳng định đều sẽ hết sức cao hứng đây. Già Lam Minh Phi tuy rằng ngoài miệng nói giỡn, thế nhưng ra tay nhưng không có chút nào nương tay, từng chiêu độc ác vô tình, hướng về phượng nữ cùng Nguyệt thần đánh giết mà tới. Phượng nữ cùng Nguyệt thần thực lực tuy rằng cũng đều rất mạnh, nhưng các nàng dù sao cũng chỉ là vừa bước vào nửa bước chí tôn, mà Già Lam Minh Phi đã là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, cho dù có phượng vĩ phần thiên phiến cùng thái sơ cổ kiếm, nhưng cũng là có chút ngàn cân treo sợi tóc lên. Phượng nữ lòng như lửa đốt, thập phần lo lắng Lăng Tiêu. Nhưng cũng căn bản là không có cách tránh thoát Già Lam Minh Phi ràng buộc. Ầm ầm, tứ đại Minh Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng, hai hướng về Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên mà tới. Trong đó hai cái Minh Tôn trong tay xuất hiện một thanh màu đen hàng ma đao, phong mang vô cùng,
vận chuyển toàn thân sức mạnh kinh khủng, hướng về kim kén bổ xuống dưới. Bọn họ là muốn trực tiếp đem Lăng Tiêu chém giết, căn bản không có cân nhắc bắt người sống sự tình. Hàng ma đao rơi vào kim kén bên trên, nhất thời đốm lửa bắn tứ tung, giống như là chém vào kim thiết bên trên giống như, cái kia mảnh to lớn kim kén tỏa ra hào quang óng ánh, một cổ thần bí long hình kình khí ngang trời kéo tới, nhất thời hướng về đụng vào hai đại minh tôn trên lồng ngực, đưa bọn họ chấn động bay ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, cái kia mảnh hào quang màu vàng óng cũng bắt đầu chậm rãi tản ra, lộ ra trong đó Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên. Đáng chết, giết hắn đi. Hai đại minh tôn sắc mặt đều là hết sức khó coi, vị này thần long chi xương trên người tản mát ra khí tức, để cho bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, tâm thần rung động, càng như vậy, bọn họ lại càng sốt ruột, nhất định phải đem Lăng Tiêu chém giết. Bằng không một khi Lăng Tiêu tiếp thu xong thần long chi xương truyền thừa, liền là giờ chết của bọn họ. Ầm ầm, hai đại minh tôn quanh thân có màu vàng tinh lực tràn ngập, trong nháy mắt hóa thành đạo đạo ngọn lửa màu vàng óng, để hơi thở của bọn họ kịch liệt kéo lên, hàng ma đao tản ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, phảng phất liền hư không cũng có thể trực tiếp đánh nát, mênh mông cuồn cuộn hướng về Lăng Tiêu phủ đầu chém xuống đến. Bọn họ dĩ nhiên thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, một đao này sức mạnh đã có thể so với tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn một đòn toàn lực. Vù, ngay ở hai thanh hàng ma đao chém ở Lăng Tiêu trên người thời điểm, Lăng Tiêu thân thể dĩ nhiên ầm ầm một hồi sụp đổ rồi ra. Mà Lăng Tiêu một đôi mắt, trong nháy mắt trợn mở. Chương 765, Vạn Long Đồ Thần Thuật. Lăng Tiêu thân thể lộ ra một loại vô cùng trạng thái kỳ diệu. Cơ thể hắn hoàn toàn sụp đổ rồi ra, hóa thành hơi nhỏ hạt căn bản, nhưng như cũ trôi nổi ở trong hư không, mà hắn một đôi mắt, cực hạn sáng sủa mà óng ánh, có thần bí ánh sáng chiếu rọi ra, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Ta còn cần cảm ơn các ngươi giúp ta vượt qua đại địa chi kiếp. Để báo đáp lại, ta biết đưa các ngươi đi Tây ngày thấy các ngươi Phật tổ. Thanh âm nhàn nhạt ở trong hư không vang vọng, ầm ầm ầm, Lăng Tiêu trên người nhấc lên một luồng thần quang bão táp, áng vàng lượn lờ, thần long huyết mạch sức mạnh triệt để bộc phát ra, cái kia từng đạo hơi nhỏ hạt căn bản ở trong hư không trôi nổi, vô tận thiên địa pháp tác rót vào trong đó, trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ thành một bộ hoàn mỹ thân thể. Lăng Tiêu da thịt trắng nõn như ngọc, tản ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, toàn thân lưu ly hoàn mỹ. Đồng thời có một cổ thần bí lực lượng pháp tắc tràn ngập ra, giống như là hoàn mỹ nhất hàng mỹ nghệ. Hắn tóc đen tung bay, ánh mắt như điện, ngồi xếp bằng ở trong hư không, quanh thân có một luồng mênh mông mà kinh khủng long uy lan ra. Ngang, một cái màu vàng cự long quay quanh sau lưng Lăng Tiêu, kinh thiên rồng gầm hét dài động vòm trời, phảng phất để thiên địa chúng sinh, ngàn tỷ sinh linh cũng bắt đầu run rẩy. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Tứ đại minh tôn sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Lăng Tiêu trên người tản mát ra khí tức, tựu như cùng một vị thái cổ thần thú, khủng bố vô biên, để cho bọn họ cũng không nhịn được muốn quỳ xuống lại, nơi nào còn có thể sinh ra một tia chống chọi tâm ý. Liền để cho các ngươi đến thử xem này Vạn Long Đồ Thần Thuật sức mạnh đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra ngập trời phong mang vẻ, một trường ngang trời phái tới, trực tiếp đem tứ đại minh tôn đều bao phủ lại. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu sau lưng cái kia màu vàng cự long, phảng phất từ không rõ trong thời không vọt ra, gầm thét lên, khí huyết ngất trời, mang theo vô cùng thần lực, hướng về tứ đại minh tôn chấn áp xuống. Cho ta ngăn trở a. Tứ đại minh tôn đều là đồng thời giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ điên cuồng vẻ mặt, cả người tinh huyết đều bắt đầu cháy rừng rực. Bốn chuôi hàng ma đao đều là chuẩn chí tôn khí, tản ra vô cùng phong mang, đồng thời hướng về Lăng Tiêu một trưởng này chém tới. Trong lòng bọn họ có một loại ý nghĩ, như là không ngăn được Lăng Tiêu một trưởng này, bọn họ sẽ chết, hơn nữa sẽ chết cực kỳ thê thảm. Ầm ầm ầm, kinh khủng trưởng ấn hạ xuống, như một vị chân long chém giết vòm trời, vẻ này khốc liệt vô cùng khí tức trong nháy mắt liền xông vào bọn họ trong óc, tầng tầng thần lực trong thân thể của bọn họ nổ ra. Tứ đại minh tôn đồng thời nổ thành một mảnh xương máu, đồng thời ở đại địa bên trên để lại một cái cực kỳ to lớn trưởng ấn. Một trưởng oai, thậm chí còn tư. Đây chính là Vạn Long Đồ Thần Thuật, lấy long tộc huyết mạch, dung hợp thiên địa pháp tắc, ngưng tụ vô thượng chân long thậm chí là thần long, bùng nổ ra đồ thần diệt ma sức mạnh. Vạn Long Đồ Thần Thuật, tu luyện tới cực hạn, một trường hạ xuống, vạn đạo thần long ngang trời, liền ngay cả chân chính thần linh đều chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu chỉ là ngưng tụ một đạo chân long, khi hắn ngưng tụ 10.000 đạo chân long, hóa thành một đạo thần long thời điểm, Vạn Long Đồ Thần Thuật mới coi như là chân chính tiểu thành. Mà coi như là long ngang. Có người nói cũng chỉ là tu luyện đến ngưng tụ 30 lục đạo thần long cấp độ, khoảng cách đại viên mãn vạn đạo thần long còn kém xa. Vạn Long Đồ Thần Thuật sức mạnh khủng bố ngất trời, ít nhất là chân long huyết mạch long tộc cường giả mới có thể tu luyện,
có thể nói là Lăng Tiêu bây giờ gặp phải kinh khủng nhất thần công. Lăng Tiêu một trưởng diệt sát tứ đại minh tôn, để cách đó không xa Già Lam Minh Phi, Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần đều là sợ hết hồn. Lăng Tiêu, Già Lam Minh Phi sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng căn bản không có nghĩ đến, Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ vào lúc này liền tỉnh lại, thần long chi xương truyền thừa nên cần rất nhiều khi ngày, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc. Lăng Tiêu, mau giết người nữ nhân điên này. Phượng Nữ trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, vội vã hô lớn. Ầm ầm, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, một trường đến từ trên trời, lại là một đạo chân long ngang trời, hướng về Già Lam Minh Phi đánh tới. Vạn Long Đồ thần thuật có thể nói là không có gì bất lợi, chính là cao cấp sát phạt thuật, vẻ này hung hãn ngập trời khí tức, để Già Lam Minh Phi đều là sắc mặt đại biến, không dám gắng đón đỡ, vội vã tế khởi Thanh Tịnh Lưu Ly Bình chắn trước mặt. Bù, chân long ngang trời mà đánh, đánh vào Thanh Tịnh Lưu Ly Bình bên trên, nhất thời ánh sáng óng ánh, âm thanh nổ vang, như hồng trung đại lữ giống như vậy, cái kia cổ kinh khủng lực phản chấn, để Già Lam Minh Phi đều là cả người run lên. Khanh khách, Lăng Tiêu tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đối với ngươi thực sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ngươi nhớ kỹ, ngươi giết ta ngũ đại minh tôn, ta nhất định sẽ nhường ngươi trở thành ta minh tôn, đến thời điểm tỷ tỷ nhất định sẽ cố gắng sủng ái của ngươi. Già Lam Minh Phi trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tức giận, thế nhưng lập tức liền khôi phục yên tĩnh, quyến rũ nhìn Lăng Tiêu nở nụ cười, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, liền muốn ly khai lòng đất sơn động. Nếu đã tới, vậy cũng không nên đi rồi. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, lãnh đạm nói rằng, trong nháy mắt thôn thiên kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, phóng ra óng ánh chói mắt thần quang, ngang trời hướng về Già Lam Minh Phi chém tới. Theo Lăng Tiêu ẩn nhướng, thôn thiên kiếm kiếm linh tính càng ngày càng mạnh, để thôn thiên kiếm sức mạnh cũng càng ngày càng khủng bố. Chiêu kiếm này đâm ra, phảng phất hư không đều phải bể nát, Già Lam Minh Phi đường lui bị đoạn đoạn, sáng chói thần quang dường như muốn đưa nàng hoàn toàn che mất. Cho ta ngăn trở, Già Lam Minh Phi trên mặt lộ ra một tia lệ mang, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, Thanh Tịnh Lưu Ly Bình hào quang tỏa sáng, phóng ra thiên vạn đạo điềm lành, dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ rồi thôn thiên kiếm bộc phát ra kiếm khí, đồng thời đem phía trên thần long chi hỏa phong ấn đều đánh ra một vết thương. Già Lam Minh Phi quanh thân Phật quang óng ánh lóa mắt, từng đóa huyết liên ngang trời, cả người dĩ nhiên hóa thành ngàn tỷ đạo phân thân, trong nháy mắt chạy ra khỏi lòng đất sơn động. Bù, Thanh Tịnh Lưu Ly Bình cũng là ánh sáng lóe lên, liền muốn tùy tùng Già Lam Minh Phi đào tẩu. Ngươi đã nghĩ như vậy đi, ta liền không lưu ngươi, thế nhưng này Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, vẫn là lưu lại làm lợi tức đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, quanh thân long uy tràn ngập, một luồng nóng rực hỏa diễm ngang trời mà lên. Trong nháy mắt liền đem đỉnh đầu cái kia mảnh thần long chi hỏa phong ấn bù đắp, từng đạo xích thần trật tự đi ngang trời, trong nháy mắt liền đem Thanh Tịnh Lưu Ly Bình quấn vòng. Phốc, phía ngoài Già Lam Minh Phi cảm giác được Thanh Tịnh Lưu Ly Bình bị Lăng Tiêu ngăn cản, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch. Lăng Tiêu tiểu đệ đệ, Thanh Tịnh Lưu Ly Bình trước hết thả ở chỗ của ngươi, ngươi nhớ kỹ, tỷ tỷ ta sẽ về tới tìm ngươi. Già Lam Minh Phi tuy rằng đang nói đùa, nhưng ánh mắt âm trầm cực kỳ, có nóng rực tràn ngập sát cơ, nàng không dám quay đầu lại, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi biển dung nham. Lần này nàng có thể nói là ngã huyết môi, không chỉ tứ đại minh tôn tổn hại ở nơi này, liền ngay cả chí tôn khí Thanh Tịnh Lưu Ly Bình đều làm mất đi. Chương 766, Nguyệt Tiểu Tịch, phốc, Già Lam Minh Phi lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Nàng cảm giác được nàng cùng Thanh Tịnh Lưu Ly Bình trong đó liên hệ dĩ nhiên trong nháy mắt bị cắt đứt. Điều này đại biểu Lăng Tiêu dĩ nhiên xóa đi Thanh Tịnh Lưu Ly Bình bên trên nguyên thần dấu ấn. Đáng chết, Lăng Tiêu, chờ ta chiếm được Khổng Tước Minh Vương truyền thừa, ta nhất định phải nhường ngươi không chết tử tế được. Già Lam Minh Phi sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, nàng oán độc nhìn phía sau một chút, trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong vùng thung lũng này. Lòng đất bên trong hang núi, Lăng Tiêu lấy thôn thiên bí thuật sức mạnh, xóa đi Thanh Tịnh Lưu Ly Bình mặt trên Già Lam Minh Phi lưu lại nguyên thần dấu ấn. Như là Già Lam Minh Phi là cường giả chí tôn ngược lại cũng thôi, như vậy Lăng Tiêu hay là cũng không cách nào dễ dàng như vậy xóa đi của nàng nguyên thần dấu ấn. Nhưng tiếc là, Già Lam Minh Phi chỉ là nửa bước chí tôn, xóa đi hắn nguyên thần dấu ấn đối với Lăng Tiêu tới nói hết sức dễ dàng. Thập nhị phẩm huyết liên, Thanh Tịnh Lưu Ly Bình này hai cái chí tôn khí, toàn bộ đều rơi vào Lăng Tiêu trong tay, Già Lam Minh Phi lần này có thể nói là trộm gà không xong còn mất gạo. Thanh Tịnh Lưu Ly Bình bên trong nội hàm không gian, tuy rằng không phải nắm giữ hoàn chỉnh phép tắc tiểu thế giới, nhưng cũng là cực kỳ khổng lồ, Lăng Tiêu ở trong đó phát hiện không ít bảo vật. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thuần Dương Đan có tới 50 triệu viên, bên trong còn có 3 cái chuẩn chí tôn khí, mười mấy chai đan dược,
12 cây thánh dược cùng với một ít minh vương tự võ học. Những này xem như là một khoản tài sản không nhỏ, kết quả đều làm lợi Lăng Tiêu. Hả, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, phát hiện thanh tĩnh lưu ly bình bên trong vẫn còn có một người mặc quần trắng thiếu nữ, bị dây thừng trói buộc lên, quanh thân tản ra ánh trăng nhàn nhạt, xem ra hết sức xinh đẹp mà ôn nhu. Chỉ là người thiếu nữ này trên người, rõ ràng mang theo một loại khí thức thần bí, tràn đầy nét cổ xưa, phảng phất cùng tuế nguyệt động trong khí thức hợp thành một thể. Thượng cổ gia tộc của người chết, Lăng Tiêu ánh mắt hơi chấn động một cái, hắn hầu như trong nháy mắt là có thể xác định, cái này quần trắng thiếu nữ phải là thượng cổ gia tộc của người chết người. Chỉ là không nghĩ tới, Minh Phi dĩ nhiên sẽ bắt được thượng cổ gia tộc của người chết người. Lăng Tiêu hiện tại có chút hối hận rồi, vừa một trưởng giết chết tứ đại minh tôn, vạn long đồ thần thuật quá mức khủng bố. Không chỉ chôn vùi diệt cơ thể bọn họ, liền ngay cả nguyên thần cũng đều bị một trưởng đánh tan nát, như là để lại bọn họ nguyên thần, cũng tốt khảo hỏi một chút bọn họ vì sao phải với lên cổ gia tộc của người chết người. Bù, hào quang lóe lên, Lăng Tiêu liền đem quần trắng thiếu nữ phóng ra, đồng thời chặt đứt trên người nàng dây thừng. Các ngươi những người xấu này, quần trắng thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trong suốt như ngọc, tư thái cao gầy, nhưng giờ khắc này trên mặt nhưng tràn đầy cực kỳ thất kinh vẻ mặt. Sắc mặt rất trắng bệch, nhìn Lăng Tiêu không được lui về phía sau. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, cô nương, chúng ta không là người xấu, những người xấu kia cũng đã bị chúng ta giết, là chúng ta cứu ngươi. Các ngươi liền là người xấu, Gia Gia nói rồi, các ngươi những này ngoại giới người mỗi một lần đi tới chúng ta ở đây, đều sẽ nhấc lên ngập trời giết chóc, hết thảy người ngoại lai đều là người xấu. Quần trắng thiếu nữ cố chấp nói rằng, nàng có chút kinh hoàng, quan sát bốn phía một chút, phát hiện đây là một cái lòng đất sơn động. Hơn nữa sau lưng bộ kia thần long chi xương càng là làm cho nàng sợ hết hồn. Cô nương, người ngoại lai tất cả cũng không đều là xấu người, giống như là các ngươi những này thượng cổ gia tộc của người chết, không phải cũng có người tốt có người xấu sao? Ngươi tin tưởng chúng ta, là chúng ta giết những tên bại hoại kia, cứu ngươi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, chỉ phải kiên nhẫn giải thích. Hay là chờ chúng ta ra tay đi. Phượng nữ cùng Nguyệt thần khẽ mỉm cười, hướng về quần trắng thiếu nữ đi tới. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Chúng ta thật sự đều là người tốt, chờ một lát rời khỏi nơi này, chúng ta liền phóng ngươi ly khai có được hay không? Phượng nữ ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Thế nhưng quần trắng thiếu nữ nhìn Nguyệt thần một chút sau khi, bỗng nhiên cả người run lên, trở nên cực kỳ kích động, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ sùng bái vẻ mặt, dĩ nhiên bay thẳng đến Nguyệt thần quỳ lạy hạ xuống. Nguyệt mẫu nương nương, ngài là Nguyệt mẫu nương nương, tiểu tịch tham kiến Nguyệt mẫu nương nương, Gia Gia nói Nguyệt mẫu nương nương khẳng định sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới thật sự xuất hiện. Quần trắng thiếu nữ vô cùng kích động, trong ánh mắt lập lòe sùng bái ánh sáng, dáng vóc tiểu tụy hành lễ. Ngươi nhận lầm, ta cũng không phải là cái gì Nguyệt mẫu nương nương, ta gọi Nguyệt thần. Nguyệt thần trong ánh mắt xẹt qua một tia kỳ dị, nhẹ nhàng nói rằng. Không đúng, ngươi chính là Nguyệt mẫu nương nương, ngươi cùng trong bộ lạc tượng thần giống như đúc. Nguyệt mẫu nương nương, ngươi theo ta về bộ lạc đi, Gia Gia bọn họ như là biết nương nương ngài phủ xuống, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Quần trắng thiếu nữ vô cùng cố chấp nói rằng, Nguyệt mẫu nương nương, Lăng Tiêu nghe được mấy chữ này, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kỳ dị, liên tưởng đến Nguyệt thần trong cơ thể cái kia cỗ sức mạnh thần bí, để trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần suy đoán. Ngươi đứng lên trước đi, tiểu muội muội, ngươi nói cho ta biết trước tại sao ngươi phải gọi ta Nguyệt mẫu nương nương. Nguyệt thần có chút bất đắc dĩ, đi tới đem quần trắng thiếu nữ đỡ lên. Quần trắng thiếu nữ đứng lên, trong ánh mắt kinh hoàng đều biến mất hết, tràn đầy chờ mong cùng vẻ sùng bái. Nói, Nguyệt mẫu nương nương, ta gọi Nguyệt tiểu tịch, chúng ta Nguyệt chi bộ là cung phụng thần linh chính là Nguyệt mẫu nương nương, hàng năm đại tế tự, đều sẽ hướng bái Nguyệt mẫu nương nương, ta đã thấy Nguyệt mẫu nương nương tượng thần, người cùng nàng thật sự giống như đúc, liền ngay cả khí chất đều giống nhau. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, cái này quần trắng thiếu nữ Nguyệt tiểu tịch tuy rằng chỉ có vương hầu cảnh tu vi, thế nhưng băng cơ ngọc cốt, bách mạch câu thông, dĩ nhiên là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tu luyện. Nguyệt chi bộ lạc sao? Cái kia Minh Vương tự bởi vì sao muốn bắt ngươi? Lăng Tiêu lên tiếng hỏi. Nguyệt tiểu tịch có chút sợ nhìn Lăng Tiêu một chút, cắn môi một cái, không nói lời nào. Tiểu tịch, bọn họ đều là bạn của ta, không là người xấu. Nguyệt thần có chút tối cười, cái này tiểu nha đầu vẫn còn có điểm thiếu nữ tâm tính. Phải, ta là từ Nguyệt chi bộ lạc bên trong lén chạy ra ngoài, muốn đi thần điện thờ phụng, không nghĩ tới liền gặp những người xấu kia, bọn họ bắt được ta, còn muốn đối với ta triển khai siêu hồn thuật. Như không phải của ta trong nguyên thần, có Gia Gia lưu lại phong ấn lực lượng, tiểu tịch sẽ chết ở những người xấu kia trong tay. Nói, Nguyệt tiểu tịch mắt liền bắt đầu đỏ lên. Tiểu tịch, vậy ngươi biết thế giới này có bao nhiêu thượng cổ gia tộc của người chết sao? Ân,
chính là có bao nhiêu bộ lạc. Nguyệt thần hỏi, thông qua thượng cổ gia tộc của người chết, là nhanh nhất hiểu rõ tuế nguyệt động phương pháp. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là có 4 đại bộ lạc, theo thứ tự là chúng ta Nguyệt chi bộ lạc, còn có Linh chi bộ lạc, Phật chi bộ lạc cùng Yêu chi bộ lạc, những thứ khác bộ lạc nhỏ liền có rất nhiều. Nguyên bản chúng ta 4 đại bộ lạc thân như huynh đệ, thế nhưng gia gia nói, Yêu chi bộ lạc đã bị ác ma phụ thể, đã biến thành cừu nhân của chúng ta. Những năm này, Nguyệt chi bộ lạc, Linh chi bộ lạc cùng Phật chi bộ lạc liên thủ chống chọi Yêu chi bộ lạc, thế nhưng Yêu chi bộ lạc quá mạnh mẽ, chúng ta có rất nhiều là huynh đệ tỷ môn, thúc bá gia gia đều chết ở Yêu chi bộ lạc cái kia chút ác ma trong tay. Nguyệt tiểu tịch chậm rãi nói rằng, âm thanh có chút trầm thấp. Chương 767, 4 đại bộ lạc. 4 đại bộ lạc sao? Nguyệt chi bộ lạc, còn có Linh chi bộ lạc, Phật chi bộ lạc cùng Yêu chi bộ lạc. Tiểu tịch, người vừa nói thần điện là cái gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên tiếng hỏi. Thần điện chính là vĩ đại thần điện, gia gia nói chính là cái thế giới này sáng thế thần điện, chỉ là cách chúng ta Nguyệt chi bộ lạc rất xa xôi, mỗi một năm chỉ có 4 bộ lạc lớn tộc trưởng mới có tư cách tiến nhập bên trong thần điện tế bái. Ta chính là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút thần điện là hình dáng gì, cho nên mới lén chạy ra ngoài. Nguyệt tiểu tịch có chút ngượng ngùng nói rằng, thần điện, Lăng Tiêu, cái này thần điện chẳng lẽ chính là tuế nguyệt thần điện sao? Phượng nữ mắt sáng lên, nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Có thể, Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị nói, thần điện, 4 đại bộ lạc, này ngược lại là càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Chẳng lẽ nơi này là Xích Long chiến thần tiểu thế giới sao? Mà 4 đại bộ lạc, Xích Long chiến thần thủ hạ có tứ đại chiến tướng, Nguyệt Mẫu, Linh Tôn, Phật Chủ cùng Yêu Thánh. Xem ra thế giới này, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Nguyệt thần tỷ tỷ, ngươi không biết cùng 4 đại thần tướng một trong Nguyệt Mẫu có quan hệ gì chứ? Phượng nữ nhìn Nguyệt thần, có chút khiếp sợ nói rằng. Ngươi cả nghĩ quá rồi, làm sao có thể chứ? Nguyệt thần nhẹ nhàng cười một tiếng nói, bất quá nụ cười kia xem ra có chút miễn cưỡng. Vô luận như thế nào, đây đều là một cơ hội. Chỉ cần chúng ta đi Nguyệt chi bộ lạc nhìn một chút, hay là có thể hiểu được càng nhiều hơn chân tướng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng. Nguyệt mẫu nương nương, các ngươi thật muốn đi Nguyệt chi bộ lạc sao? Gia Gia nhất định sẽ hết sức cao hứng, tất cả mọi người sẽ hết sức cao hứng. Gia Gia nói rồi, chỉ cần Nguyệt mẫu nương nương giáng lâm, là có thể mang chúng ta đánh bại tà ác Yêu chi bộ lạc. Nguyệt tiểu tịch bỗng nhiên thời gian hưng phấn lên, mắt to lấp lóe, lông mi thật dài vụt sáng, hết sức đáng yêu. Lăng Tiêu cùng Phượng nữ, Nguyệt thần thương lượng một chút, đều dự định đi Nguyệt chi bộ lạc nhìn một chút. Mà Long Ngạo Thiên truyền thừa cũng đã đến thời khắc then chốt. Lăng Tiêu bọn họ lại đợi 3 ngày. Sau 3 ngày, chỉ thấy đạo kia kim kén tỏa ra óng ánh hào quang chói mắt, ngàn tỷ đạo thần mang tỏa ra, kim kén nứt mở, trong nháy mắt từ trong đó nhảy ra ngoài một cái 8-9 tuổi bé trai. Bé trai tự nhiên chính là Long Ngạo Thiên, hắn cả người tản ra hào quang óng ánh, quanh thân có một đạo đạo thần long quay quanh, có vẻ cực kỳ thần bí. Mà Lăng Tiêu nhìn thấy Long Ngạo Thiên tu vi, con người suýt chút nữa cũng không có rơi ra đến, cái tên này dĩ nhiên một lần đột phá đến rồi nửa bước chí tôn cảnh giới. Hơn nữa vẻ này bàng bạc mà kinh khủng sức mạnh huyết thống bộc phát ra, để Lăng Tiêu đều có một loại tâm quý cảm giác. Cái tên này, không sẽ là ngưng tụ thần long huyết mạch chứ? Lăng Tiêu âm thầm tặc lưỡi, hắn tuy rằng cắn nuốt một đạo thần long huyết mạch, nhưng cũng chỉ là vững chắc trong cơ thể chân long huyết mạch cũng không có phát sinh biến hóa. Mà hắn nơi buồng tim cái kia một đạo bảy màu huyết châu nhưng là trở nên lớn một ít. Trước đây chỉ có chừng hạt gạo bảy màu huyết châu, bây giờ lại đã biến thành to bằng nắm đấm trẻ con, lưu động thần bí ánh sáng, óng ánh lóa mắt, vì là Lăng Tiêu cung cấp bàng bạc sinh cơ. Mà Long Ngạo Thiên trên người huyết mạch khí tức, dĩ nhiên có một loại để Lăng Tiêu đều nhìn không thấu cảm giác. Biểu ca, tiếp ta một nhớ vạn long đồ thần thuật. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên cười lớn, bỗng nhiên một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ngang, tiếng rồng ngâm sợ tiêu mà lên, Long Ngạo Thiên trong quả đấm, ngưng tụ một đạo kim sắc chân long, bùng nổ ra khủng bố vô cùng sát phạt lực lượng, hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Vạn long đồ thần thuật sao? Đến hay lắm, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, tương tự là một chưởng đánh ra, một đạo chân long hướng về Long Ngạo Thiên nhào tới. Nghĩa nó, biểu ca ngươi làm sao cũng biết vạn long đồ thần thuật. Long Ngạo Thiên như là gặp ma, quái kêu một tiếng. Ầm ầm, quyền chưởng chạm nhau. Nhất thời thiên địa ầm ầm, hai đạo kim sắc thần long đồng thời nổ ra, đại địa đều đang kịch liệt run rẩy, sáng chói thần quang đồng thời quy về hư vô. Lăng Tiêu thân hình bất biến, Long Ngạo Thiên nhưng là ở trong hư không lật mấy cái ngã lộn nhào, mới đứng vững thân hình. Biểu ca,
người cũng nhận được Đế Long Kinh cùng Vạn Long Đồ Thần Thuật. Long Ngạo Thiên hỏi, không sai, Lăng Tiêu gật đầu cười nói, thực sự là cái quái thai, bất quá ta đến bây giờ mới biết, nguyên lai đây mới là hoàn chỉnh Đế Long Kinh, còn có Vạn Long Đồ Thần Thuật, thật là lợi hại. Sau đó ta xem ai còn dám ở tiểu gia trước mặt tinh tướng, cái gì đó Triệu Nhật Thiên, ta gặp hắn một lần đánh hắn một lần. Long Ngạo Thiên cực kỳ phách lối nói, được rồi, đừng như vậy được nước, chúng ta cần phải đi. Lăng Tiêu một cái tát vỗ vào Long Ngạo Thiên trên đầu nói. Vù, to lớn thần Long Chi Xương bị Lăng Tiêu cất đi, đợi đến trở lại Thủy Tinh Cung, là có thể đem thần Long Chi Xương chôn ở Hóa Long Chỉ hoặc là Long Mộ bên trong, cũng coi như là hoàn thành Long Ngang tiền bối một cái tâm nguyện. Trọng yếu nhất, vẫn là Đế Long Kinh cùng Vạn Long Đồ Thần Thuật này hai đạo tuyệt thế thần công, rốt cục có truyền nhân. Ồ, tiểu thư này tỷ thật là đẹp a, à. Tiểu tỷ tỷ xuân xanh bao nhiêu, có hay không gả cho người ta? Long Ngạo Thiên vừa nhìn thấy Nguyệt Tiểu Tịch, nhất thời liền ánh mắt sáng lên, cười hì hì nói. Tiểu lưu manh, Nguyệt Tiểu Tịch lườm hắn một cái, tức giận nói rằng. Nói đến Nguyệt Tiểu Tịch cũng bất quá 14-15 tuổi bộ dạng, thế nhưng Long Ngạo Thiên bất quá là 8-9 tuổi, liền trang làm một phó đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bộ dạng, làm sao nhìn đều rất buồn cười. Ta không phải là lưu manh, tiểu tỷ tỷ, ta nhưng là tương lai Long tộc chi chủ, vượt qua các đời Long tộc tiền bối. Trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất Long Long Ngạo Thiên, ngươi nếu như làm phu nhân của ta, đây tuyệt đối là phong quang vô hạn. Long Ngạo Thiên vỗ vỗ lồng ngực, mặt mày hớn hở nói. Hừ, Nguyệt Tiểu Tịch hừ lạnh một tiếng, đơn giản trực tiếp quay đầu đi, không nữa phản ứng hắn. Im miệng, Lăng Tiêu có chút nhức đầu chừng Long Ngạo Thiên một chút, Long Ngạo Thiên mới lộ vẻ tức giận không tiếp tục nói nữa. Bọn họ một chuyến năm người rời đi vùng thung lũng này, dựa theo Nguyệt Tiểu Tịch phương hướng chỉ, hướng về Nguyệt Chi Bộ Lạc đi. Nguyệt Chi Bộ Lạc cách nơi này có cách xa mười mấy vạn dặm, xuất phát từ sơn mạch cuối một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Lăng Tiêu cưỡi Thôn Thiên Kiếm, hóa thành một vệt sáng, tốc độ cực nhanh, hướng về Nguyệt Chi Bộ Lạc phương hướng đi. Phía dưới tất cả đều là liên miên chập trùng sơn mạch, từng tòa núi thần vụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng vân tiêu, tản ra bàng bạc mà hùng hồn khí tức. Bên trong dãy núi cổ thụ tố ngày, mây mù lượn quanh, có yêu thú mạnh mẽ gào thét, hung hãn ngập trời khí tức chấn động thiên địa. Dọc theo đường đi, Long Ngạo Thiên nhiều lần đều nóng lòng muốn thử, muốn nhảy xuống giết mấy đầu cường đại hung thú, bất quá đều bị Lăng Tiêu đè xuống. Bất quá, trên bầu trời cũng không an toàn, có rất nhiều cường đại yêu thú thuộc họ chim vẫn là phát hiện Lăng Tiêu bọn họ, Long Ngạo Thiên xung phong nhận việc ra tay, đem dọc theo đường đi gặp phải cường đại yêu thú dồn dập đánh giết. Lăng Tiêu đúng là mừng rỡ thanh nhàn, hơn nữa Long Ngạo Thiên làm thịt những thú dữ kia sau khi, đều sẽ đem những thú dữ kia thi thể chứa đựng hạ xuống, giao cho Lăng Tiêu đi nấu nướng mỹ thực. Những hung thú này trong thân thể, ẩn chứa thiên địa tinh hoa, chất thịt ngon cực kỳ, có thể so với vô thượng thuốc đại bổ, ăn được Long Ngạo Thiên miệng đầy nước mỡ, không còn biết trời đâu đất đâu. Chương 768, Đại Địa Ma Hùng. Cứ như vậy, Lăng Tiêu bọn họ một bên chạy đi, vừa tu luyện, mà chém giết thú giữ nhân vật đều giao cho Long Ngạo Thiên. Lúc mới bắt đầu, Nguyệt Tiểu Tịch còn có chút câu nệ, nhưng sau đó liền bắt đầu cùng Lăng Tiêu đám người thục lạc, thậm chí sẽ còn cùng Long Ngạo Thiên tranh cướp đồ ăn. Lăng Tiêu đều có chút thán phục, cái này gầy yếu tiểu nha đầu, ăn đồ vật đến quả thực giống như là một con yêu thú, to lớn yêu thú chi chân, bị nàng tam khẩu lưỡng khẩu liền nuốt vào trong bụng. Sau khi ăn xong, cái này tiểu nha đầu liền bắt đầu ngủ say như chết, những thịt kia chất bên trong tích chứa tinh hoa lực lượng tự động ở trong cơ thể nàng hóa mở, để tu vi của nàng chậm rãi tăng lên. Tiểu tịch thể chất không bình thường, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói rằng. Không sai, rất giống là trong truyền thuyết nguyệt thực chi thể. Nuốt chửng thiên địa tinh hoa, sinh linh trong cơ thể sinh cơ tu luyện cùng trưởng thành, quả thực như là trong truyền thuyết thái cổ hung thú thao thiết. Nguyệt thần cũng là gật đầu một cái nói, nguyệt thực chi thể sao? Không trách cái này ngốc nữ như vậy có thể ăn, nhất định chính là một con lợn. Long Ngạo Thiên có chút oán niệm nói rằng, bởi vì Nguyệt Tiểu Tịch luôn cùng hắn cướp đồ ăn, hắn đối với Nguyệt Tiểu Tịch xưng hô cũng từ tiểu thư tỷ đã biến thành ngốc nữ. Vài ngày sau, bọn họ đã bay qua 10 vạn dặm, phía dưới sơn mạch từ từ trở nên thanh tú lên. Không hề giống là chỗ sâu cái kia chút sơn mạch, mãng hoang mà cổ xưa, ít dấu chân người. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống, một đạo cường đại tiếng thú gào truyền đến, phía dưới bên trong dãy núi, vô số cổ thụ che trời sụp đổ, dồn dập hóa thành bột mịn. Một tôn thượng cao trăm trượng lớn gấu đen lớn, từ bên trong dãy núi vọt ra, cả người bộ lông còn như là thép nguội, tản ra cực kỳ hung hãn khí tức. Nó một đôi mắt đỏ đậm cực kỳ, tràn đầy khát máu cùng tàn nhẫn vẻ. Ở gấu đen phía trước, có mười mấy người mặc da thú tinh tráng hán tử, cầm trong tay cung mũi tên trường mâu,
đang điên cuồng thoát thân, từng cái trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, cái kia con gấu đen khí tức hết sức khủng bố, đã là một đầu cường đại nửa bước yêu tôn, coi như là khoảng cách chân chính yêu tôn, cũng kém không xa lắm. Mà cái kia mười mấy tinh tráng hán tử, tu vi từ hoàng giả cảnh đến nửa bước chí tôn không giống nhau, đại đều bị trọng thương, căn bản không thể nào là gấu đen đối thủ. Thái cổ dị chủng, đại địa ma hùng sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói rằng. Biểu ca, chúng ta muốn không muốn ra tay. Này đầu đại địa ma hùng quả thực dũng mãnh, ta còn thực sự muốn cùng hắn so một lần, rốt cuộc là sức mạnh của nó lớn, hay là ta Long Ngạo Thiên sức mạnh cường. Ầm ầm ầm, đại địa run rẩy, che ở đại địa ma hùng trước mặt vô số là cổ thụ che trời vẫn là tiểu sơn đầu, dồn dập bị nó đấu đá lung tung, vỡ thành một mảnh bột mịn. To lớn hùng trưởng vứt ra, chính là mấy triệu cân đá tảng, cũng là trong nháy mắt phấn vỡ đi ra. Nguyệt Tiểu Tịch cũng bị này cỗ động tĩnh khổng lồ thức tỉnh. Khi nàng nhìn thấy phía dưới cái kia mười mấy tinh tráng hán tử, nhất thời liền nóng nảy, liền vội vàng nói, Lăng đại ca, đó là ta Nguyệt Chi bộ lạc người, van cầu ngươi nhanh cứu cứu bọn họ. Nguyệt Chi bộ lạc người sao? Ngạo Thiên, làm thịt cái kia con gấu đen. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhất thời không chút do dự nào nói. Đúng vậy, biểu ca, ngài thì nhìn được rồi. Long Ngạo Thiên nhất thời như là hít thuốc lắc giống như nhảy lên, trong ánh mắt cực kỳ thần sắc hưng phấn, hóa thành một vệt kim quang, hướng về đại địa ma hùng vọt tới. Cái kia mười mấy người Nguyệt Chi bộ lạc người, cũng là thấy được Long Ngạo Thiên, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc lo lắng hô lớn, hài tử, chạy mau, ngươi không phải cái kia con gấu đen đối thủ. Kha kha, mấy vị đại thúc, xem ta tới giúp ngươi làm thịt con súc sinh này. Long Ngạo Thiên vô cùng phong tao nói rằng, nhất thời lấy tốc độ nhanh hơn hướng về gấu đen vào tới. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên vào tới, gấu đen căn bản liền cũng không nhìn hắn cái nào, một đạo hùng trưởng liền văng ra ngoài. Khốn nạn, ngươi lại dám xem thường tiểu gia. Long Ngạo Thiên nhất thời giận dữ. Ầm ầm, Long Ngạo Thiên quanh thân tỏa ra hào quang óng ánh, hắn một quyền ngang trời, nhất thời minh mông long uy bộc phát ra, một cái màu vàng hoàng kim chân long hướng về đại địa ma hùng vồ giết đi. Vạn Long Đồ thần thuật. Long Ngạo Thiên cảm giác được mình bị này đầu đại địa ma hùng khinh thị, giận dữ cực kỳ, trực tiếp liền thi triển sát chiêu. Giống, đại địa ma hùng cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi, bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân yêu khí màu đen bốc lên, trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo màu đen thần quang. Nơi đó có một viên màu đen yêu đan ở chìm nổi, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Hiển nhiên, đại địa ma hùng cũng là cảm thấy nguy cơ, đối mặt Vạn Long Đồ thần thuật. Nó thậm chí ngay cả yêu đan đều phun ra. Ầm ầm, kinh khủng thần quang nổ ra, Long Ngạo Thiên cú đấm này vô cùng khủng bố, dĩ nhiên trực tiếp phá tan rồi cái kia chút yêu khí màu đen, một quyền đánh vào yêu đan bên trên. Răng rác, đại địa ma hùng yêu đan trực tiếp nổ tung. Long Ngạo Thiên thế đi không giảm, thân hình như một đạo kim sắc thiểm điện, trực tiếp xuyên thủng đại địa ma hùng lồng ngực. Đại địa ma hùng lồng ngực nổ tung một cái hang lớn, trái tim đều nổ thành nát tan. Giống. Thế nhưng đại địa ma hùng sức sống vô cùng cường hãn, loại thương thế này còn chưa đủ lấy để nó chết, thế nhưng đã triệt để đưa nó sợ vỡ mật. Nó quay về Long Ngạo Thiên giống giận một tiếng, sợ đến xoay người chạy. Muốn chạy, tiểu gia ta muốn ăn gấu nướng trưởng, ngươi cút trở lại cho ta. Long Ngạo Thiên gào gào kêu to, trong nháy mắt liền hướng về đại địa ma hùng đuổi theo. Ầm ầm ầm, kinh khủng đại chiến bạo phát, vô số cổ thụ che trời sụp đổ, loạn thạch bay ngang. Nhưng đại địa ma hùng cuối cùng vẫn là bị Long Ngạo Thiên đánh giết, thân thể to lớn tàn nhẫn mà đập vào đại địa bên trên, khí tuyệt bỏ mình. Cho đến chết, đại địa ma hùng trong con người vẫn cứ đều là khó tin vẻ mặt, không thể tin được như vậy một cái nhỏ run rế lại có thể đưa nó giết. Mà cái kia mười mấy tháng chi bộ lạc đại hán cũng đã nhìn choáng váng, trợn mắt ngoác mồm, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Một cái 8, 9 tuổi bé trai, dĩ nhiên như vậy cuồng bạo, cứng rắn đem một đầu đại địa ma hùng cho đánh giết. Cái này bé trai rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một vị thần thú con non hay sao? Ầm ầm ầm, Long Ngạo Thiên cầm lấy đại địa ma hùng thi thể hướng của bọn hắn đi tới, trong ánh mắt tràn đầy dương dương đắc ý vẻ mặt. Thân thể to lớn tản ra hung hãn ngập trời khí tức, để này mười mấy cái đại hán đều thoáng như đang nằm mơ, không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu cũng mang theo Phượng Nữ, Nguyệt Thần cùng Nguyệt Tiểu Tịch từ trong hư không bay xuống. Người ngoại lai, cầm đầu cái kia cái đại hán vô cùng khôi ngô. Cầm trong tay một thanh khai sơn phủ, cả người đầy cơ bắp, thấy được Lăng Tiêu đám người, trong nháy mắt biến sắc, lộ ra sâu sắc vẻ đề phòng. Mà cái kia mười mấy tháng chi bộ lạc đại hán, cũng đều là trong nháy mắt cầm lên binh khí, có chút đề phòng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đám người. Thiết đại thúc, bọn họ đều là người tốt, không là người xấu,
là bọn hắn đã cứu ta. Nguyệt tiểu tịch vừa nhìn thấy này loại dương cung bạt kiếm bầu không khí, nhất thời liền gấp gáp, vội vã đi lên nói rằng. Chương 769, Nguyệt chi bộ lạc, tiểu tịch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mau tới đây, người ngoại lai không có một người tốt. Cầm trong tay khai sơn phủ hán tử trung niên vội vã sốt ruột nói. Thiết đại thúc, bọn họ thật không phải là xấu người, hơn nữa còn là bọn họ đã cứu ta. Nguyệt tiểu tịch liền đem mình làm sao lén lút bỏ nhà ra đi, làm sao bị Minh Vương tự người nắm lấy, cùng với bị Lăng Tiêu đám người cứu sự tình nói một lần. Thật chính là bọn hắn cứu ngươi. Cầm trong tay khai sơn phủ hán tử trung niên có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng trong ánh mắt đề phòng cũng từ từ để xuống. Đúng đấy, thiết đại thúc, ta còn gặp Nguyệt mẫu nương nương, ngươi nhìn, nàng có phải hay không cùng Nguyệt mẫu nương nương giống như đúc. Nguyệt tiểu tịch liền vội vàng nói, đồng thời đem Nguyệt thần cũng kéo ra ngoài. Nguyệt mẫu nương nương, đúng là Nguyệt mẫu nương nương a. Những Nguyệt chi bộ lạc kia hán tử vừa nhìn thấy Nguyệt thần, nhất thời đều sợ ngây người. Trên mặt của bọn họ đều là lộ ra cực kỳ mừng như điên vẻ mặt, ánh mắt thành kính mà cung kính, dồn dập hướng về Nguyệt thần quỳ lạy hạ xuống. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cũng không phải là của các ngươi Nguyệt mẫu nương nương, mọi người trước tiên đứng lên. Nguyệt thần có chút bất đắc dĩ nói, cầm trong tay khai sơn phủ hán tử trung niên tên là Nguyệt Thiết, hắn tuy rằng ánh mắt chấn động, nhưng cũng không có quỳ xuống, chỉ là có chút nghi ngờ hỏi, ngươi chỉ có nửa bước chí tôn tu vi, cũng không phải là Nguyệt mẫu nương nương, ngươi là ai? Vì sao lại cùng Nguyệt mẫu nương nương giống thế? Này tháng Thiết cũng là nửa bước chí tôn tu vi, cùng Nguyệt thần tu vi sấp xỉ, bởi vậy hắn tuy rằng bị Nguyệt thần dung mạo chấn động, nhưng cũng không có giống những thứ khác hán tử như vậy quỳ xuống lại. Ta là Thái Âm cung thánh nữ. Ta gọi Nguyệt thần. Nguyệt thần thản nhiên nói. Nguyệt thần, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Vị cô nương này, cảm tạ các ngươi cứu tiểu tịch, xin các ngươi theo ta đồng thời trở lại Nguyệt chi bộ lạc, hay là chỉ có lão tộc trưởng mới có thể biết, ngươi có Nguyệt mẫu nương nương. Nguyệt Thiết khẽ thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kích động, nhưng vẫn là bình phục một hạ tâm tình nói rằng. Thiết đại thúc, các ngươi làm sao sẽ bị thương nặng như vậy? Nguyệt tiểu tịch có chút lo lắng nói rằng. Nguyệt Thiết trên lồng ngực có một đạo vết máu, tràn ngập một tầng màu tím sát khí, cái kia chút tinh tráng hán tử trên người cũng đều mang thương, có vẻ vô cùng suy yếu. Đây là, tinh thần lực, các ngươi gặp tinh thần cung người sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn thấy Nguyệt Thiết hỏi. Ta cũng không biết bọn họ là thuộc về cái gì thế lực, chỉ biết là bọn họ có thể câu thông tinh thần lực, gặp phải chúng ta sau khi, một lời không hợp liền động thủ, mưu toan từ chúng ta ở đây ép hỏi ra trường sinh thảo tâm tích. Thế nhưng chúng ta căn bản không biết cái gì là trường sinh thảo. Nguyệt Thiết cười khổ một tiếng nói rằng, có thể câu thông tinh thần lực, nói vậy hẳn là tinh thần cung người. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên cũng đang tìm trường sinh thảo tâm tích. Lăng Tiêu chân mày cao lại, trước Mộ Thiên Cơ cho hắn trường sinh thảo tâm tích, xem ra bụi cây này vô thượng thần dược cũng có những thứ khác võ đạo thánh địa theo dõi, tinh thần cung dĩ nhiên cũng đang tìm kiếm trường sinh thảo. Mộ Thiên Cơ lúc đó cho Lăng Tiêu chỉ là một bộ đại khái địa đồ. Mặt trên ghi lại trường sinh thảo ở vào đầm lớn chi đông, sông dài bắc, đôi núi tụ hợp, long mạch nuôi linh, Lăng Tiêu tiến vào tuế nguyệt động tới nay, cũng không có phát hiện đầu mối gì. Chẳng lẽ, trường sinh thảo liền ở phụ cận đây sao? Tinh thần cung người, chẳng lẽ là tử vi tinh tử cùng phần thiên yêu hoàng sao? Những tên khốn kiếp kia đều không là đồ tốt, như là để ta gặp được bọn họ, nhất định phải cố gắng giáo huấn bọn họ một trận. Long Ngạo Thiên được nước nói, vèo, Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên. Trong nháy mắt thì có mười mấy viên màu xanh linh đan rơi vào Nguyệt Thiết đám người trong tay. Đây là đan dược chữa trị vết thương, các ngươi nuốt vào, hẳn rất nhanh là có thể khỏi rồi. Lăng Tiêu nói rằng, những thứ này đều là từ già Lam Minh Phi nơi đó cướp đoạt đi ra, tuyệt phẩm đạo đan, có tới hơn 100 viên, Lăng Tiêu không có chút nào đau lòng. Đan dược chữa trị vết thương, không nghĩ tới ngài còn là một vị vĩ đại luyện đan sư. Thực sự là thất kính, Nguyệt Thiết nhìn thấy lòng bàn tay đan dược, nhất thời cả người chấn động. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng biến thành cung kính. Đây không phải là hết sức đan dược thông thường sao? Các ngươi có như thế bảo bối sao? Long Ngạo Thiên có chút không hiểu hỏi. Quý khách có chỗ không biết, ở Tuế Nguyệt Động bên trong, có thể luyện chế đan dược cùng luyện chế binh khí người, quá ít. Nguyệt Thiết khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Tuế Nguyệt Động trong thượng cổ gia tộc của người chết, tuy rằng có cường đại võ học, nhưng là rất nhiều luyện đan, luyện khí tri thức đều thất truyền. Hoặc là nắm giữ ở cường giả trong tay, người bình thường căn bản tiếp xúc không tới. Giống như là luyện đan sư, toàn bộ Nguyệt chi bộ lạc, cũng chỉ có lão tộc trưởng một người biết luyện chế đan dược, vì lẽ đó ở Lăng Tiêu đám người xem ra hết sức bình thường đan dược, ở trong mắt Nguyệt Thiết nhưng là vô cùng quý giá.
giống như là Nguyệt Thiết sử dụng Khai Sơn Phủ, liền là một kiện cổ xưa đạo khí, mà những thứ khác đại hán binh khí trong tay, có chút thậm chí cũng chỉ là một loại linh khí. Bọn họ chỉ có một thân thực lực mạnh mẽ, nhưng không có nhưng ngược lại ứng với thần binh. Nguyệt Thiết cùng mười mấy tháng chi bộ lạc người, nuốt vào Lăng Tiêu đưa tặng linh đan sau khi, rất nhanh thương thế trên người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi rồi. Kỳ thực coi như là không có đan dược, những này thượng cổ gia tộc của người chết người, sức sống mạnh mẽ, thể phách cường tráng, không bao lâu nữa cũng biết khỏi hẳn. Được rồi, Thiết đại thúc, chúng ta nhanh về bộ lạc đi. Nguyệt tiểu tịch thúc giục, tiểu tịch, người gấp gáp như vậy trở lại. Lần này ngươi lén chạy ra ngoài, nhìn sau khi trở về ra ra ngươi làm sao trừng trị ngươi. Nguyệt Thiết cười nói, Thiết đại thúc, ta đem Nguyệt mẫu nương nương tìm trở về, không chỉ không quá, hơn nữa có công, ra ra chắc chắn sẽ không phạt ta. Nguyệt tiểu tịch cười hì hì nói, ngươi nha, Nguyệt Thiết có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ở Nguyệt Thiết dẫn dắt đi, Lăng Tiêu bọn họ xuyên qua phía trước một tòa sơn mạch to lớn, liền thấy một mảnh bình nguyên bát ngát. Phía trước có một tòa thạch đầu thành trì, xem ra cổ xưa tang thương, phảng phất là một vị to lớn hung thú, ngủ đông ở đại địa bên trên. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, có một tầng cường đại cổ thần trận gợn sóng, xem ra là có chí cường giả ở tòa thành trì này khắc xuống đại trận, bảo vệ này một tòa trong thành trì sinh linh. Ở cửa thành to lớn phía trên, có ba cái chữ to cổ xưa. Nguyệt Chi Thành, đó chính là Nguyệt Chi Thành, chúng ta Nguyệt Chi bộ lạc thánh thành. Nguyệt tiểu tịch cực kỳ kiêu ngạo nói, ở cửa thành, có mấy người mặc gia thú tinh tráng hán tử, tay cầm binh khí, từng cái khí huyết mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn thấy Nguyệt Thiết đám người trở về, nhất thời liền lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Thiết thống lĩnh, ngươi đã trở về, xem ra một lần này thu hoạch không nhỏ a. Cái kia chút tinh tráng hán tử cười hì hì nói, nhìn Nguyệt Thiết đám người gánh to lớn hung thú, đặc biệt là Long Ngạo Thiên kéo cái kia đầu đại địa ma hùng, để cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng chấn động. Đồng thời bọn họ lại có chút phòng bị nhìn Lăng Tiêu đám người, người ngoại lai khí thức cùng bọn họ tuyệt nhiên bất đồng, bọn họ rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được. Đừng nói nữa, lần này bị thiệt lớn, còn hao tổn mấy cái huynh đệ, các ngươi không cần lo lắng, những này quý khách đều là chúng ta Nguyệt Chi bộ lạc bạn tốt, bọn họ cứu tiểu tịch. Lão tộc trưởng ở đâu? Ta muốn thấy hắn. Nguyệt Thiết khẽ thở dài một tiếng, quay về mấy cái tinh tráng hán tử nói rằng. Chương 770, Nguyệt Chi Thành. Lão tộc trưởng đang ở Nguyệt mẫu nương nương trong thần cung, Thiết thống lĩnh xin mời. Mấy cái bao bọc hán tử đem Nguyệt Thiết bỏ vào Nguyệt Chi Thành. Nguyệt Chi Thành bên trong, xem ra rộng rãi sạch sẽ, hai bên đều là dùng to lớn thạch đầu dựng lên phòng ốc, tản ra một luồng cổ xưa tục tằng khí tức. Mấy vị quý khách, còn xin theo ta cùng đi thần cung gặp lão tộc trưởng. Nguyệt Thiết nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Nguyệt Thần nói rằng. Nguyệt thống lĩnh xin dẫn đường. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt tinh mang. Tòa này Nguyệt Chi Thành cũng không lớn, diện tích chu vi hơn trăm dặm, căn cứ Nguyệt tiểu tịch nói, toàn bộ Nguyệt Chi bộ lạc nam nữ lão ấu gộp lại, cũng bất quá là hơn 2 vạn người. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Nguyệt Chi bộ lạc tộc nhân, đa số tu vi rất mạnh, từng cái khí huyết bàng bạc, nam tử trưởng thành chí ít đều là vương hầu cảnh hoặc là hoàng giả cảnh tu vi. Nguyệt Chi Thành bên trong, liền ngay cả nửa bước khí tức chí tôn cũng không ít. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được, có mấy đạo mịt mờ mà cường đại khí tức, đó là Nguyệt Chi bộ lạc cường giả chí tôn. Toàn bộ Nguyệt Chi bộ lạc, nếu là ở ngoại giới, đã có thể so với một cái võ đạo thánh địa. Ở Nguyệt Thiết cùng Nguyệt Tiểu Tịch dẫn dắt đi, Lăng Tiêu, Phượng Nữ, Nguyệt Thần, Long Ngạo Thiên 4 người xuyên qua đường phố rộng rãi, hướng về trung tâm thành đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuyên qua một mảnh kiến trúc đám, trước mắt liền rộng mở sáng sủa. Đây là một mảnh bát ngát quảng trường, lấy một loại màu bạc thạch đầu lót đường, xem ra sạch sẽ và gọn gàng, đồng thời tản ra đạo đạo hào quang óng ánh. Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi nhìn tòa tượng thần. Phượng Nữ ánh mắt chấn động, hướng về trong quảng trường chỉ đi. Ở quảng trường trung ương, đứng vững vàng một tôn thượng cao trăm trượng tượng thần. Đó là một người mặc nguyệt sắc trường bào nữ tử, da thịt trắng như tuyết, vóc người cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ. Phía sau có một vòng tròn tháng, ánh mắt thâm thúy mà óng ánh, nhìn chăm chú vào phương hướng xa xôi. Nàng cả người đều tản ra một luồng thánh khiết mà khí tức thần bí, lẫm liệt không thể xâm phạm, khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra một loại sùng bái cảm giác. Mấu chốt nhất là, cô gái này dung mạo cùng Nguyệt Thần giống như đúc, thậm chí liền ngay cả khí chất đều cực kỳ tương tự. Nguyệt Thần tỷ tỷ, đây chính là Nguyệt mẫu nương nương, ta không có lừa ngươi chứ? Nguyệt tiểu tịch sùng bái nhìn tượng thần nói rằng, Lăng Tiêu, Phượng Nữ cùng Long Ngạo Thiên, nhìn trước mắt vị thần này giống, trong ánh mắt cũng đều là cực kỳ vẻ chấn động. Thật sự là quá giống, hoặc có lẽ là luôn chỉ có một mình.
Chẳng lẽ, Nguyệt Thần đúng là Nguyệt Mẫu chuyển thế thân sao? Lăng Tiêu nhìn Nguyệt Thần một chút, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Nguyệt Thần trong ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, chậm rãi hướng về tòa kia tượng thần đi tới. Vù, chỉ thấy tòa kia tượng thần bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, một luồng hào quang óng ánh tràn ngập ra, vầng sáng nhàn nhạt hạ xuống, phảng phất là thánh khiết nguyệt quang bay xuống. Tượng thần giống như là sống lại giống như, hầu như tất cả mọi người một loại cảm giác, tượng thần một đôi mắt phảng phất nhìn chăm chú vào Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cả người khẽ run lên, quanh thân cũng có hào quang óng ánh tràn ngập ra, một cổ thần bí gợn sóng phảng phất cùng tượng thần sinh ra thần bí cộng hưởng. Ầm ầm, quảng trường tận đầu, tòa kia màu đen cung điện trong nháy mắt động khai. Một cái cầm trong tay gậy, trên người mặc áo tang, lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi từ bên trong cung điện đi ra, ánh mắt rơi vào Nguyệt Thần trên người phảng phất không có chút nào bất ngờ. Ngươi đã trở về, thanh âm già nua ôn cùng cực kỳ, ở trên quảng trường vang vọng lên. Ta, là ai? Nguyệt Thần trong ánh mắt tràn đầy mê vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi là ngươi, ngươi cũng là Nguyệt Mẫu nương nương. Trên người mặc áo tang ông lão chậm rãi nói rằng. Lăng đại ca, hắn chính là ta Gia Gia, cũng là Nguyệt Chi bộ lạc tộc trưởng, bất quá Gia Gia thật giống không có chút nào bất ngờ, chẳng lẽ hắn đã sớm tính ra Nguyệt Thần tỷ tỷ sẽ đến không? Nguyệt Tiểu Tịch có kinh ngạc nói. Mà Lăng Tiêu nhưng là thật sâu nhìn trên người mặc áo tang ông lão, Nguyệt Chi bộ lạc tộc trưởng Nguyệt Sùng Sơn, hắn khí tức sâu không lường được, rất có thể đã chứng đạo phong hào chí tôn. Vị này Nguyệt Chi bộ lạc chí cường giả, cả người đều bao phủ một tầng Lăng Tiêu đều nhìn không thấu khí tức. Nguyệt Mẫu nương nương sao? Không, ta không phải nàng, ta là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần trong ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, có chút giãy giụa nói rằng. Hai tử, có chút trách nhiệm không có cách nào tránh khỏi, có một số việc chỉ có thể một người đi gánh chịu, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi chính là đã trở về. Trăm vạn năm sau khi, lại là một cái luân hồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nguyệt Sùng Sơn ánh mắt trong suốt như nước, nhìn Nguyệt Thần nhẹ nhàng nói rằng. Ta không biết, Nguyệt Thần lắc đầu nói. Mấy vị mời vào đi, nghi ngờ của các ngươi, lão phu sẽ vì các ngươi giải đáp. Nguyệt Sùng Sơn nở nụ cười, hắn nhìn Lăng Tiêu đám người một chút, chậm rãi nói rằng. Đặc biệt là khi ánh mắt của hắn rơi trên người Lăng Tiêu thời điểm, bỗng nhiên co rụt lại, nhưng lập tức lại khôi phục yên tĩnh. Vù, Nguyệt Sùng Sơn ống tay áo vung lên, chỉ thấy trên tượng thần ánh sáng trong nháy mắt liền tiêu tán, chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Lăng Tiêu, Phượng Nữ cùng Long Ngạo Thiên tiếp theo Nguyệt Sùng Sơn đi vào bên trong tòa cung điện kia. Nguyệt Thiết cung kính hướng về Nguyệt Sùng Sơn thi lễ một cái, xoay người rời đi. Nguyệt Tiểu Tịch nguyên bản muốn ly khai, thế nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, nàng vẫn là lặng lẽ theo vào bên trong cung điện. Bên trong cung điện rất trống trải, thế nhưng là có nhàn nhạt nguyệt hoa rơi xuống, trong lúc hoảng hốt, phảng phất đi tới nguyệt cung bên trong, bốn phía ánh sáng nhẹ nhàng như nước, mang theo tia tia thần bí gợn sóng. Tiểu Tịch, ngươi lại tùy hứng, nếu không là gặp gỡ mấy vị quý khách, coi như là Gia Gia cũng không thể nào cứu được ngươi. Nguyệt Sùng Sơn có chút nghiêm nghị nhìn Nguyệt Tiểu Tịch một chút, nhưng lại có chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Biết rồi, Gia Gia, ta đây không phải là đem Nguyệt Mẫu nương nương mang về mà, cũng coi như là lấy công chuộc tội. Nguyệt Tiểu Tịch ngoan ngoãn cúi xuống đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Được rồi, xem như là ngươi một cái công lớn. Nguyệt Sùng Sơn lắc lắc đầu, sau đó nhìn Lăng Tiêu mấy người một chút, khẽ mỉm cười nói, để mấy vị quý khách cười chê rồi, không biết mấy vị quý khách đến từ chiến thần đại lục nơi nào. Trường Sinh Môn Lăng Tiêu, Hỏa Diễm Sơn Phượng Vũ, Thủy Tinh Cung Long Ngạo Thiên, Lăng Tiêu, Phượng Nữ cùng Long Ngạo Thiên hơi sững sờ, vẫn là tự báo gia tộc. Hỏa Diễm Sơn cùng Thủy Tinh Cung sao? Hóa ra là có Phượng Hoàng huyết mạch cùng Long tộc huyết mạch người bạn nhỏ, chỉ là Trường Sinh Môn lão phu thật giống chưa từng nghe nói, vị này Lăng Tiểu Hữu dĩ nhiên không phải tới từ chiến thần điện. Nguyệt Sùng Sơn khẽ mỉm cười nói, Trường Sinh Môn chỉ là vạn năm trước một cái võ đạo thánh địa thôi, bất quá truyền thừa thời gian cũng không lâu. Nguyệt tộc trưởng không biết cũng có thể thông cảm được. Chỉ là vãn bối không hiểu là, ta vì sao nhất định phải tới tự chiến thần điện. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi hỏi. Lăng Tiểu Hữu trên người, có xích long chiến thần đại nhân truyền thừa, nhưng cũng không phải chiến thần điện người, xác thực để lão phu có chút khốn hoặc. Nguyệt Sùng Sơn cười nói. Nói như thế, Nguyệt tộc trưởng đối với xích long chiến thần cùng chiến thần điện rất quen. Chẳng lẽ thật sự như đồn đại từng nói. Chiến thần điện là xích long chiến thần đạo thống sao? Lăng Tiêu chấn động trong lòng, không nghĩ tới Nguyệt Sùng Sơn liếc mắt liền nhìn ra trên người hắn có xích long chiến thần truyền thừa, chỉ là không biết Nguyệt Sùng Sơn nói là thiên thần thạch, vẫn là vô tự thiên thư. Có biết một, hai thôi. Xích long chiến thần đại nhân cũng không để lại đạo thống gì, chiến thần điện bất quá là ăn cắp chiến thần đại nhân truyền thừa tiểu nhân thôi. Nguyệt Sùng Sơn cười nhạt, trong thanh âm có một tia vẻ khinh thường.
Chương 771, Nguyệt Mẫu Nương Nương, đánh cắp, Nguyệt tộc trưởng, có người nói Chiến Thần Điện là Xích Long Chiến Thần lưu lại đạo thống, đồng thời thường thường lấy Xích Long Chiến Thần danh nghĩa làm việc, ở Chiến Thần Điện bên trong càng là có thêm Chiến Thần, Tả Hữu Thiên Tôn, Tứ Đại Hộ Giáo Pháp Vương, 18 thần tướng, những này Nguyệt tộc trưởng biết không? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi hỏi. Nói vậy Lăng Tiểu Hữu cũng có thể đoán được, Xích Long Chiến Thần dưới trướng 4 đại thần tướng, Linh Tôn, Nguyệt Mẫu, Phật chủ cùng yêu thánh, mà ta Nguyệt chi bộ lạc chính là Nguyệt Mẫu Nương Nương đạo thống. Căn cứ chúng ta chỉ, Xích Long Chiến Thần trăm vạn năm trước, lấy sức một người, chống chọi ngàn tỷ thiên ma, cuối cùng chết trận, căn bản không có lưu lại bất kỳ đạo thống truyền thừa. Mà Chiến Thần Điện những người kia, nhưng là trong lúc vô tình chiếm được Xích Long Chiến Thần phần lớn truyền thừa, cho nên mới lấy Xích Long Chiến Thần đạo thống tự xưng. Bất quá lúc mới bắt đầu, hay là bọn họ thật sự còn nghĩ ngoại kháng thiên ma, bên trong an chúng sinh, nhưng theo thời gian trôi qua, dã tâm của bọn hắn cũng từ từ bại lộ, đã không còn là ban đầu cái kia Chiến Thần Điện. Nguyệt Sùng Sơn chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ. Nguyệt tộc trưởng, nói như thế, Nguyệt chi bộ lạc là Nguyệt Mẫu Nương Nương đạo thống, cái kia cái khác ba đại bộ lạc chính là Linh Tôn, Phật chủ cùng yêu thánh đạo thống sao? Các ngươi tại sao lại vẫn ở tại Tuế Nguyệt Động bên trong, vì sao không trở lại Chiến Thần Đại Lục? Lăng Tiêu chậm rãi hỏi. Những này thượng cổ gia tộc của người chết ở Tuế Nguyệt Động bên trong sững sờ trăm vạn năm cũng không muốn ly khai, đến cùng là vì cái gì? Nguyệt Sùng Sơn gật đầu một cái nói, không sai. Mặt khác ba đại bộ lạc chính là Linh Tôn, Phật chủ cùng yêu thánh đạo thống. Chỉ là Linh chi bộ lạc cùng Phật chi bộ lạc cùng chúng ta như thể chân tay, nhưng yêu chi bộ lạc đã sớm bị ngoại ma ô nhiễm, đã sớm đã biến thành một đám dã tâm hạng người. Chúng ta lưu lại, chính là vì bảo vệ thần điện. Đồng thời chờ đợi Xích Long Chiến Thần chân chính người truyền thừa cùng hậu nhân. Xích Long Chiến Thần chân chính người truyền thừa cùng hậu nhân. Chẳng lẽ trăm vạn năm, các ngươi đều còn không có chờ được sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn có Vô Tự Thiên Thư, cái này được xưng Xích Long Chiến Thần cường đại nhất bảo vật, đến tột cùng có tính hay không là Xích Long Chiến Thần chân chính người truyền thừa đây? Còn có Xích Long Chiến Thần hậu nhân, Lăng Tiêu không tự chủ liền nghĩ đến Lạc Lạc. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có, Nguyệt Sùng Sơn trong ánh mắt có một tia tang thương vẻ, chậm rãi nói rằng, Tuế Nguyệt Động chính giữa nhất Tuế Nguyệt Thần Điện, trong đó có Xích Long Chiến Thần thần sắc, ai có thể được thần sắc, người đó chính là Xích Long Chiến Thần chân chính người truyền thừa, hơn nữa cũng sẽ là ta bốn đại bộ lạc chủ nhân chân chính. Nguyệt Sùng Sơn nói xong, hơi có thâm ý nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Xích Long Chiến Thần thần sắc sao? Như Lạc Lạc đúng là Xích Long Chiến Thần hậu nhân, cái kia Chiến Thần Điện phái người đi bắt Lạc Lạc. Liền có thể giải thích thông, e sợ vì chính là Xích Long Chiến Thần thần sắc. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cảm giác được rốt cục bắt được Thiên Tuyển Đại Hội một tia bí ẩn, hắn xưa nay đều không cho là Chiến Thần Điện cho đòi mở Thiên Tuyển Đại Hội mục đích rất đơn thuần, như vậy xem ra, thần sắc chỉ sợ sẽ là mục đích của bọn họ một trong. Mà bọn họ triệu tập Chiến Thần Đại Lục vô số thiên tài, chẳng lẽ chính là ở sàng lọc Xích Long Chiến Thần hậu nhân, cùng với có thể nắm giữ thần sắc người sao? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong lòng bắt đầu âm thầm lo lắng, Lạc Lạc hiện tại đang ở Thủy Tinh Cung, thế nhưng Long Liệt không ở, như là Chiến Thần Điện quyết tâm muốn bắt Lạc Lạc, Thủy Tinh Cung e sợ căn bản không chống đỡ được. Cái kia Chiến Thần Điện cho đòi mở Thiên Tuyển Đại Hội, chẳng lẽ chính là tuyển ra thần sắc người truyền thừa sao? Long Ngạo Thiên không nhịn được hỏi, không rõ ràng, nhưng rất có thể. Nguyệt Sùng Sơn chậm rãi nói rằng, trừ chúng ta bốn đại bộ lạc bảo vệ thần điện ở ngoài, vận mệnh bên trong thần điện còn có một cái lão bộc. Hắn có thể đủ nắm giữ vận mệnh thần điện bộ phận sức mạnh, mỗi lần Tuế Nguyệt Động mở ra, phải là hắn ở thao tác. Chúng ta bốn bộ lạc lớn nhiệm vụ, chính là chờ đợi Xích Long Chiến Thần người truyền thừa hoặc là hậu nhân xuất hiện, còn những thứ khác, chúng ta cũng không tham dự. Chỉ là, mỗi ngàn năm một lần Thiên Tuyển Đại Hội, các người người ngoại lai đều sẽ tạo thành đại lượng giết chóc, bằng vào chúng ta những này thượng cổ gia tộc của người chết đều đối với các người kính sợ tránh xa, thậm chí là căm thù. Lăng Tiêu gật gật đầu, Nguyệt Sùng Sơn trên căn bản giải đáp hắn phần lớn nghi hoặc. Sau đó, hắn hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, Nguyệt Thần đúng là Nguyệt Mẫu Nương Nương chuyển thế thân sao? Lăng Tiêu hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Nguyệt Thần cũng là cả người chấn động, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Nguyệt Sùng Sơn, một câu nói đều không nói. Không phải, Nguyệt Sùng Sơn cười nhạt, đáp án của hắn để Lăng Tiêu cùng Nguyệt Thần đều là thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lời kế tiếp, rồi lại để lòng của mọi người nâng lên. Nguyệt Thần không phải Nguyệt Mẫu Nương Nương chuyển thế thân, chính là Nguyệt Mẫu Nương Nương. Cái gì, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đều là cả người chấn động, không khỏi đứng lên. Các ngươi bình tĩnh đừng nóng, nghe ta để giải thích.
Nguyệt Sùng Sơn vẫn là hết sức bình tĩnh nói, trăm vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn bên trong, Xích Long chiến thần chết trận, nhưng cũng cứu bốn đại thần tướng, sau trận chiến ấy, bốn đại thần tướng đều là trọng thương ngủ say, hoặc là không biết tung tích. Căn cứ chúng ta Nguyệt Chi Bộ Lạc điển tịch ghi chép, Nguyệt Mẫu Nương Nương cũng lâm vào trong giấc ngủ say, chỉ để lại một tia linh tính gợn sóng đảm nhiệm phát triển, mà bản mệnh nguyên thần nhưng là đang ngủ say cùng tu dưỡng. Vì lẽ đó, vị này Nguyệt Thần cô nương chính là Nguyệt Mẫu Nương Nương lưu lại cái kia tia linh tính gợn sóng diễn hóa thành, còn chân chính Nguyệt Mẫu Nương Nương, ngay ở trong cơ thể nàng ngủ say. Ngủ say thời gian hay là còn sẽ dài, hay là rất ngắn, cũng không ai biết. Chân tướng tuy rằng hết sức tàn khốc, nhưng đây quả thật là liền là chân tướng. Nguyệt Sùng Sơn để Nguyệt Thần trên mặt trong nháy mắt trắng bệch, không có chút hồng hào. Kết quả này đối với nàng mà nói, xác thực vô cùng tàn khốc. Như nói là Nguyệt Thần là Nguyệt Mẫu Nương Nương chuyển thế thân cũng cho qua. Nhưng Nguyệt Sùng Sơn lại nói Nguyệt Thần nguyên thần, chỉ là Nguyệt Mẫu Nương Nương lưu lại một tia linh tính gợn sóng, nói cách khác chỉ cần Nguyệt Mẫu Nương Nương tỉnh lại, Nguyệt Thần bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong. Cái kia cùng chân chính chết đi, không có gì khác nhau. Lăng Tiêu cũng là mắt sáng lên, hắn đã sớm phát giác được Nguyệt Thần trong cơ thể, có một luồng sức mạnh thần bí, như là dựa theo Nguyệt Sùng Sơn từng nói, đó chính là đang ngủ say Nguyệt Mẫu Nương Nương. Nguyệt tộc trưởng, chiếu lời ngươi nói, có phải là chờ vị kia Nguyệt Mẫu Nương Nương tỉnh lại, Nguyệt Thần tỷ tỷ nguyên thần thì sẽ hoàn toàn tiêu tan? Phượng nữ có chút nóng nảy, liền vội vàng hỏi, tuy rằng hết sức tàn khốc, nhưng xác thực như vậy. Nguyệt Sùng Sơn gật đầu một cái nói, nhìn về phía Nguyệt Thần trong ánh mắt có vẻ áy náy. Này quá không công bằng, dựa vào cái gì Nguyệt Mẫu Nương Nương tỉnh lại, Nguyệt Thần tỷ tỷ sẽ chết? Nàng tại sao không thể lại đi tìm một đạo thân thể, vì sao nhất định phải như vậy? Phượng nữ có chút nóng nảy nói rằng, cái này cũng là không có cách nào, có thể nói như vậy. Người có thể đem Nguyệt Thần cô nương nguyên thần, coi là Nguyệt Mẫu Nương Nương một đạo phân thần, nàng cũng là thân bất do kỷ. Nguyệt Sùng Sơn thở dài một tiếng tức giận nói, chương 772, trường sinh thảo tam tích. Nguyệt tộc trưởng, như là đem Nguyệt Thần nguyên thần cùng bộ thân thể này cắt đứt, vì nàng tái tạo thân thể đây. Như vậy có phải là có thể tránh khỏi Nguyệt Thần tiêu diệt? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi hỏi. Không thể, Nguyệt Thần cô nương nguyên thần căn bản là không có cách ly khai bộ thân thể này. Ly khai rất có thể ngay lập tức sẽ chết đi. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ Nguyệt Mẫu Nương Nương tỉnh lại, hay là Nguyệt Mẫu Nương Nương lòng từ bi, sẽ lưu nàng lại đạo này nguyên thần cũng không nhất định. Nguyệt Sùng Sơn lắc đầu nói, loại khả năng này chỉ sợ là nhỏ bé không đáng kể chứ. Tin tức này hết sức tàn khốc, để phượng nữ, Nguyệt tiểu tịch mắt đều là đỏ lên. Các ngươi không muốn khổ sở, sống chết có số, như là Nguyệt Mẫu Nương Nương tỉnh lại, cũng là một chuyện tốt đây. Đến thời điểm, nàng là có thể ngăn cản chiến thần điện âm mưu, thậm chí vực ngoại thiên ma giáng lâm, nàng đều có thể ngăn cản trận này hạo kiếp. Nguyệt Thần khẽ mỉm cười nói, chỉ là nàng trên mặt tái nhợt, nụ cười xem ra khiến lòng người nát. Lăng Tiêu xung quanh lông mày cũng là nhíu lại, đây cơ hồ là một cái vô giải đáp án, hắn tự nhiên không muốn để Nguyệt Thần liền như vậy dập tắt, coi như là Nguyệt Mẫu Nương Nương cũng không có tư cách này. Ra ra, ngài liền thật sự không có biện pháp nào sao? Nguyệt Thần tỷ tỷ nàng rất tốt. Ta không nghĩ nàng cứ như vậy chết đi à. Nguyệt tiểu tịch có chút nũng nịu ôm Nguyệt Sùng Sơn cánh tay nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy áy náy vẻ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Nha trong đầu thiện tâm lương, nàng đại khái là cho rằng là chính mình đem Nguyệt Thần mang về Nguyệt Chi Bộ Lạc, mới sẽ biết cái này tàn khốc tin tức đi. Có lẽ có một cái biện pháp, nhưng ta cũng không thể xác định. Nguyệt Sùng Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang nói. Biện pháp gì, ra ra ngươi nói mau. Nguyệt tiểu tịch mắt sáng rực lên, Nguyệt Sùng Sơn hơi có thâm ý nhìn Lăng Tiêu một cái nói, như là vị này Lăng tiểu hữu có thể đoạt được Xích Long chiến thần thần sắc, hay là ở Tuế Nguyệt thần điện bên trong, có thể tìm được biện pháp. Xích Long chiến thần thần sắc sao? Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia quả quyết vẻ. Tuy rằng thiên tuyển đại hội cử hành nhiều lần như vậy, xem ra căn bản không ai có thể được Xích Long chiến thần thần sắc, thế nhưng Lăng Tiêu có vô tự thiên thư ở, liền nhiều hơn rất nhiều nắm bắt. Nguyệt tộc trưởng, vì sao nhất định tin tưởng ta có thể có được Xích Long chiến thần thần sắc? Lăng Tiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn Nguyệt Sùng Sơn một chút. Cảm giác, Nguyệt Sùng Sơn khẽ mỉm cười nói, quan trọng nhất là, ta cũng chán ghét chiến thần điện, ta nhưng không hy vọng chúng ta bốn đại bộ lạc, cuối cùng muốn nghe lệnh của chiến thần điện người. Lăng Tiêu gật gật đầu, mọi người lại hàn huyên một hồi, rồi rời đi thần cung. Nguyệt Thần thật giống cũng không có bị đả kích gì, vẫn là khí chất lành lạnh, dung nhan tuyệt lệ, biểu hiện rất bình tĩnh. Chỉ là phượng nữ cùng Nguyệt tiểu tịch đúng là hết sức lo lắng, con mắt đều hơi ửng đỏ đứng lên. Bất quá Nguyệt Sùng Sơn,
cũng để cho bọn họ thấy được một chút hy vọng, đều hy vọng Lăng Tiêu có thể ở một lần này thiên tuyển đại hội bên trong rút ra thứ nhất, đoạt được Xích Long chiến thần thần sắc. Mà Lăng Tiêu cũng nhân cơ hội hỏi Nguyệt Sùng Sơn liên quan với trường sinh thảo tâm tích, đúng như dự đoán ở Nguyệt Chi bộ lạc xung quanh, quả thật có như thế một nơi. Đầm lớn chi đông, sông dài bắc, đôi núi tụ hợp, long mạch dưỡng linh. Căn cứ Nguyệt Sùng Sơn từng nói, ở Nguyệt Chi bộ lạc phương bắc 3 vạn dặm một chỗ bên trong dãy núi, địa hình nơi đó hết sức phù hợp này 16 chữ miêu tả. Lăng Tiêu lúc này liền quyết định, muốn đi tìm trường sinh thảo. Tinh thần cung người đã ở phụ cận qua lại, nếu là bị bọn họ nhanh chân đến trước, xuất tìm được trước trường sinh thảo, vậy thì phiền toái. Một bụi này vô thượng thần dược, tuyệt đối muốn chiếm được. Trường sinh thảo chính là trong truyền thuyết Độc Cô Cầu bại lưu lại thần dược, Lăng Tiêu thậm chí mơ hồ cảm giác được, nếu như có thể tìm tới trường sinh thảo, nói không chắc có thể tìm được Độc Cô Cầu bại chân chính truyền thừa. Kiếm thần quyết, kiếm ma chí tôn kinh cùng trường sinh kiếm khí mặc dù là Độc Cô Cầu bại thanh niên, trung niên cùng lão niên sáng chế 3 đại kiếm quyết, nhưng cũng vẫn còn không tính là Độc Cô Cầu bại chân chính truyền thừa. Lăng Tiêu cũng muốn gặp gỡ một hồi, vị kia ngang dọc chư thiên, hoành tảo bát hoang, chỉ cầu bại một lần mà không phải Độc Cô Cầu bại, rốt cuộc phong thái cỡ nào. Lăng Tiêu đem muốn đi tìm trường sinh thảo tin tức nói một lần, Phượng Nữ, Nguyệt Thần cùng Long Ngạo Thiên đều biểu thị muốn cùng Lăng Tiêu cùng đi, đặc biệt là Long Ngạo Thiên nhảy nhót vui mừng nhất, đối với cái này loại tầm bảo sự tình nóng nhất tâm. Các ngươi thì không nên đi, ta một người thuận tiện hành động. Hơn nữa trước chúng ta phát hiện tinh thần cung tung tích, khó tránh khỏi không có những thứ khác võ đạo thánh địa theo dõi trường sinh thảo, các ngươi trước hết ở lại Nguyệt Chi Thành đi. Lăng Tiêu nhìn 3 người bọn họ chậm rãi nói rằng, biểu ca, người có thể không nên xem thường người, ta Long Ngạo Thiên nhưng là chiếm được thần long truyền thừa, tiểu gia vạn long đồ thần thuật, gặp ma đồ ma, gặp thần đồ thần, cái gì chó má tinh thần cung, tiểu gia một cái đánh bọn họ một đám. Long Ngạo Thiên vô cùng dám thối nói, nhất định phải đi theo. 3 vị, chúng ta các ngươi lên cấp nửa bước chí tôn, đã có thể vượt qua đại địa chi kiếp, ta Nguyệt Chi Thành có một chỗ huyền hoàng mẫu khí chỉ, đang dễ dàng giúp đỡ bọn ngươi một lần vượt qua đại địa chi kiếp, vì cảm tạ 3 vị cứu tiểu tịch, ta có thể ngoại lệ để cho các ngươi tiến nhập huyền hoàng mẫu khí trong ao tu luyện. Nguyệt Sùng Sơn nhìn Phượng Nữ, Nguyệt Thần cùng Long Ngạo Thiên một chút, khẽ mỉm cười nói. Huyền hoàng mẫu khí chỉ sao? Ta thay bọn họ đáp ứng rồi, đa tạ Nguyệt tộc trưởng. Lăng Tiêu biết đây là Nguyệt Sùng Sơn có hảo ý, nhất thời không nói lời gì liền đồng ý. Cuối cùng, Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần đều là gật gật đầu, Long Ngạo Thiên cũng là 10 phần bất đắc dĩ đáp ứng rồi, ở đây Tuế Nguyệt động bên trong, nguy cơ trùng trùng, có thể khả năng lớn nhất để cao tu vi, cũng là một chuyện tốt. An bài xong tất cả, Lăng Tiêu liền cáo từ Nguyệt Sùng Sơn, rời đi Nguyệt Chi Thành. Mới chiến thần tức sẽ sinh ra, xem ra chúng ta 4 đại bộ lạc, rốt cục cũng có thể trở lại cố hương đi tới. Nguyệt Sùng Sơn nhìn Lăng Tiêu rời đi bóng người, lầm bầm lầu bầu nói rằng, trong ánh mắt có vẻ mong đợi vẻ. Lăng Tiêu rời đi Nguyệt Chi Thành, liền triển khai Na Di bí thuật, hướng về phương bắc cái kia mảnh bát ngát sơn mạch đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, đồng thời triển khai thôn thiên bí thuật che đậy cả người khí tức, bởi vậy cũng không làm kinh động cường đại gì hung thú. Phía dưới sơn mạch bàng bạc mà bao la, từng tòa núi cao vụt lên từ mặt đất, bất ngờ ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu, cổ thụ tố ngày, mây mù lượn quanh, ẩn chứa bàng bạc thiên địa tinh hoa, phảng phất là thượng cổ thần thoại thế giới, man hoang mà cổ xưa. Ở chiến thần đại lục bên trong cũng đã không thấy được mạnh mẽ hung thú, thái cổ dị chủng, ở bên trong dãy núi này, dĩ nhiên có rất nhiều. Từng vị cường đại hung thú phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, tiếng gào thét chấn thiên động địa, có thậm chí ở trong dãy núi chém giết, đụng nát không biết bao nhiêu ngọn núi. Lăng Tiêu triển khai cực tốc, mấy giờ sau khi liền vượt qua 3 vạn dặm, đi tới một mảnh xa lạ bên trong dãy núi. Đầm lớn chi đông, sông dài bắc, đôi núi tụ hợp, long mạch dưỡng linh. Xem ra hẳn là ở một mảnh kia địa vực, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn thấy phía trước có một cái rộng rãi sông lớn, từ bên trong dãy núi chạy trồm ra, có tới 100 dặm rộng, sóng lớn ngất trời, hơi nước tràn ngập, hết sức bao la. Mà ở phương Tây, nhưng là một mảnh hồ nước khổng lồ, một chút không nhìn thấy tận đầu, phảng phất là một mảnh biển rộng. Chương 773, Thanh Lân thôn Thiên Mãng. Trước mắt hồ nước như là hải dương giống như vậy, chính là một mảnh đầm lớn nơi, ở hồ Đông Phương. Có 2 ngọn núi đặt ngang hàng, sông lớn từ ngọn núi trong đó lưu lững lở trôi qua, tuôn trào đi về hướng đông. Cái kia 2 ngọn núi tràn lan lên ngàn dặm, long bàng hổ cứ, hết sức bao la. Trước mắt cảnh tượng này, cùng này 16 chữ nói cơ hồ là giống như đúc. Nên chính là chỗ này, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, hắn hướng về cái kia 2 ngọn núi trong đó bay đi. 2 ngọn núi trong đó, trừ cái này cái sông lớn tuôn trào hướng đông ở ngoài,
còn có một cái vô cùng sâu thẳm thung lũng, linh khí mịt mờ, thiên địa tinh hoa hội tụ, để trong này cây cỏ hết sức dồi dào, đâu đâu cũng có kỳ hoa dị thảo. Thế nhưng đứng ở thung lũng trước mặt, Lăng Tiêu nhưng cảm giác được, từ bên trong thung lũng truyền đến một đạo vô cùng nguy hiểm gợn sóng. Đây là yêu tôn khí tức, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, càng phát thu lại cả người khí tức, chậm rãi hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuế Nguyệt động bên trong yêu thú hoặc là hung thú, có thể là bởi vì thiên địa pháp tắc không trọn vẹn nguyên nhân, coi như là nửa bước yêu tôn thậm chí yêu tôn cường giả, đều không có gì linh trí, chỉ có u mê bản năng. Lăng Tiêu cũng rất sai biệt, những hung thú này không có linh trí, sẽ không có ngưng tụ nguyên thần, nhưng cũng chỉ dựa vào thân thể hoặc là huyết mạch, nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu, có thể so với nửa bước yêu tôn thậm chí yêu tôn. Vì lẽ đó Lăng Tiêu hết sức cẩn thận đi tới bên trong thung lũng. Bên trong sơn cốc, cổ thụ tố ngày, dây leo già quấn quanh, có một vị to lớn hung thú nằm ở đó, trong miệng mũi phát ra chấn động trời tiếng ngáy. Đó là một cái dài đến hơn trăm trượng màu xanh mãng xà, đỉnh đầu có một đạo kim sắc quan, cả người vảy giáp tản ra một cổ kinh khủng mà sóng gợn mạnh mẽ, bằng phẳng lưỡi đầu đắt đỏ, xem ra hết sức dữ tợn. Hai mắt của nó đóng chặt, quanh thân phảng phất có từng đạo màu xanh chớp giật tràn ngập, phảng phất là trường kỳ bị màu xanh mãng xà khí tức nhiễm, chung quanh cây cỏ đều đang tản ra một tia sấm sét màu sắc. Dĩ nhiên là thượng cổ hung thú, Thanh Lân thôn thiên mãng. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, này một cái màu xanh mãng xà, cùng truyền thuyết Thanh Lân thôn thiên mãng hầu như giống như đúc, vẻ này hung hãn ngập trời khí tức để Lăng Tiêu đều cũng có chút chấn động trong lòng. Thanh Lân thôn thiên mãng là thượng cổ hung thú, trong đồn đãi có thể cùng chân long đánh giết siêu cấp tồn tại, chân chính trưởng thành sau khi, miệng lớn một nuốt, chính là 1 triệu dặm non sông cùng sinh linh vào bụng. Thậm chí là thôn thiên phệ địa, khủng bố vô biên. Yêu tôn cảnh giới, tuyệt đối là yêu tôn cảnh giới. Lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, hay là cũng không có cách nào đối phó được này một cái Thanh Lân thôn thiên mãng. Dĩ nhiên có một cái Thanh Lân thôn thiên mãng bảo vệ, không trách trường sinh thảo nhiều năm như vậy, cũng không có người được. Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, e sợ Mộ Vương Thành cũng không có cách nào làm sao Thanh Lân thôn thiên mãng. Lăng Tiêu cũng không sợ Thanh Lân thôn thiên mãng, coi như là biết bao một trận chiến. Không địch nổi lời cũng có thể toàn thân trở ra, mấu chốt nhất là, cùng Thanh Lân thôn thiên mãng một trận chiến, tạo thành động tính quá lớn, như là đưa tới tinh thần cung người, bị bọn họ hái quả đào, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Lăng Tiêu vừa cẩn thận quan sát một hồi thung lũng, vùng thung lũng này hết sức rộng rãi, hơn nữa ưu tính, Lăng Tiêu có thể cảm giác được một cổ cường đại long mạch khí, ở đây hẳn là long mạch hội tụ chi địa, chính là trời sinh bảo địa, nếu không Thanh Lân thôn thiên mãng cũng sẽ không thủ tại chỗ này. Lăng Tiêu hầu như có thể khẳng định, trường sinh thảo nên ngay ở bên trong thung lũng, nhưng dùng biện pháp gì lấy ra trường sinh thảo, đúng là một vấn đề. Đi vào trước điều tra một phen lại nói, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt liền tiến vào thiên thần thạch bên trong, thiên thần thạch đã biến thành một viên chừng hạt gạo cục đá, vô thanh vô tức bay vào thung lũng. Thiên thần thạch vô cùng thần diệu, theo thiên thần thạch bên trong tiểu thế giới từ từ hoàn thiện, Lăng Tiêu đối với thiên thần thạch khống chế cũng biến thành càng ngày càng muốn gì được nấy đứng lên. Liền ngay cả chí tôn không chú ý, đều không thể chú ý tới thiên thần thạch, càng không cần phải nói là một đầu không có linh trí Thanh Lân thôn thiên mãng. Thiên thần thạch chậm rãi bay vào thung lũng, hướng về bốn phía dò xét đứng lên. Lăng Tiêu cố ý tránh ra Thanh Lân thôn thiên mãng, bốn phía thung lũng vô cùng u tĩnh, cổ thụ tố ngày, đâu đâu cũng có kỳ hoa dị thảo, đồng thời có một cổ cường đại long mạch khí lan tràn, nhưng là tìm một vòng, Lăng Tiêu chính là không có tìm tới trường sinh thảo tâm tích. Kỳ quái! Chẳng lẽ trường sinh thảo đã bị Thanh Lân thôn thiên mãng ăn sao? Lăng Tiêu cảm giác được có chút buồn bực, cưỡi thiên thần thạch, hướng về Thanh Lân thôn thiên mãng phiêu đi qua. Thanh Lân thôn thiên mãng tiếng gào chấn động ngày, cả người quanh quẩn màu xanh chớp giật, xem ra hết sức mạnh mẽ, mỗi một lần hô hấp đều giống như nhấc lên một cơn lốc, ầm ầm như lôi đình, chấn động vùng thung lũng này. Lăng Tiêu đi vòng một vòng, cũng không có phát hiện trường sinh thảo tâm tích. Tiểu Thanh, có bại hoại tới rồi, chính là viên kia thạch đầu, cho ta cắn nát hắn. Đột nhiên, một thanh âm ở bên trong thung lũng vang lên, có vẻ hơi như ông cụ non. Người nào nói chuyện, Lăng Tiêu cũng sợ hết hồn, căn bản không nhìn thấy một người, cuối cùng nhưng phát hiện âm thanh kia là từ Thanh Lân thôn thiên mãng bụng truyền tới. Ầm ầm, Thanh Lân thôn thiên mãng một đôi mắt trong nháy mắt mở ra, khát máu mà lạnh lẽo, một cỗ khí thế khủng bố đan dệt, trong nháy mắt liền khóa được thiên thần thạch. Vèo, Thanh Lân thôn thiên mãng trong miệng có một vệt sáng bắn ra, trong nháy mắt liền hóa thành một cây màu xanh tiểu thảo. Có 9 viên diệp tử, toàn thân óng ánh, diệp tử bên trên có hoa văn thần bí, có một tầng nhàn nhạt sương mù tràn ngập,
cực kỳ thần bí, phảng phất ở trình bày nào đó loại đại đạo chí lý. Mấu chốt nhất là, trên cỏ nhỏ dĩ nhiên lớn lên một khuôn mặt người, xem ra giống như là một lão giả mặt đầy nếp nhăn, con người vội vã chuyển loạn, hết sức hèn mọn. Hắn phiến lá chỉ vào thiên thần thạch, như ông cụ non nói, khốn nạn, ngươi là tới bắt ra ra ngươi chứ. Cũng còn tốt ra ra ngươi thông minh, tiểu thanh, cho ta cắn nát hắn. Ta nói trường sinh thảo chạy đi nơi nào, dĩ nhiên tại thanh lân thôn thiên mãng trong bụng. Lăng Tiêu có chút không nói gì, đồng thời cũng cảm giác được không ổn, bụi cây này trường sinh thảo xem ra hết sức quái dị, thậm chí có không thua với người linh trí, hơn nữa trong nháy mắt liền phát hiện thiên thần thạch tung tích. Giống, xanh lân thôn thiên mãng trong miệng phát ra như lôi đình tiếng giống giận dữ, toàn bộ thung lũng trong nháy mắt nhấc lên một cơn lốc, chỉ thấy nó há to miệng rộng, một cổ cuồng bạo vô cùng lực cắn nuốt hướng về thiên thần thạch bao phủ mà tới. Vèo, cũng còn tốt Lăng Tiêu phản ứng so sánh nhanh, ở trường sinh thảo vừa dứt lời, thiên thần thạch liền hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng về bên ngoài sơn cốc phóng đi. Tiểu Thanh, nhanh lên một chút đuổi tới, viên kia thạch đầu có gì đó quái lạ, nhất định phải bắt đến cái kia người bên trong. Trường sinh thảo ngồi ở thanh lân thôn thiên mãng đỉnh đầu kim quan bên trên, chỉ tay thiên thần thạch, nhất thời thanh lân thôn thiên mãng liền vọt ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ầm ầm ầm, màu xanh lôi đỉnh óng ánh lóa mắt, bốn phía cổ thụ che trời dồn dập hóa thành bột mịn, đại địa ầm ầm, xanh lân thôn thiên mãng phảng phất khóa được thiên thần thạch, bất luận Lăng Tiêu bay tới chỗ nào, thanh lân thôn thiên mãng liền đuổi tới chỗ nào. Đáng chết, bụi cây kia trường sinh thảo tại sao có thể có mạnh như vậy linh giác? Lăng Tiêu cảm giác được có chút mà khó mà tin nổi, coi như là chí tôn cũng rất khó cảm ứng được thiên thần thạch tâm tích, kết quả một cây trường sinh thảo dĩ nhiên phát hiện hắn. Hơn nữa, thanh lân thôn thiên mãng dĩ nhiên như là trường sinh thảo sủng vật giống như, trường sinh thảo chỉ tới chỗ nào, nó liền hướng về tới chỗ nào. Chương 774, Kim Cương Thần Viên. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu cưỡi thiên thần thạch, ở sơn mạch trong đó ngang qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang. Tốc độ như thế này, một loại hung thú cũng sớm đã bỏ rơi không biết tung tích. Thế nhưng thanh lân thôn thiên mãng gắt gao cắn lấy thiên thần thạch phía sau, vô cùng cuồng bạo, tiếng gào chấn động ngày, phàm là chặn ở phía trước, bất kể là ngọn núi vẫn là cổ thụ che trời, dồn dập bị nó vỡ thành bột mịn. Khốn nạn, ngươi chạy a, ta nhìn ngươi chạy đi nơi đâu, dĩ nhiên muốn bắt ra ra ngươi, hôm nay ra ra nhất định phải nhìn, ngươi rốt cuộc là ai, ăn hùng tâm gan báo. Trường sinh thảo mười phần phách lối hô, một gương mặt đầy nếp nhăn trên tràn đầy được nước nụ cười, hết sức muốn ăn đòn. Dưới sự chỉ huy của trường sinh thảo, thiên thần thạch phảng phất không chỗ che thân, bất kể là trốn tới chỗ nào, biến thành cái gì hình dạng, đều có thể ngay lập tức bị trường sinh thảo nhận ra được. Thạch đầu người ở bên trong nghe, mau mau cho ra ra ta lăn ra đây. Như là ngươi bây giờ đi ra, ở trước mặt ra ra quỳ xuống đất xin tha, hoặc hứa ra ra còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng khối này phá thạch đầu là có thể bảo vệ mạng ngươi, tiểu thanh liền thần thú đều xé xác quá, ngươi nhanh lên một chút quay lại đây nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch đầu người ở bên trong, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chọc giận ra ra giết cả nhà ngươi. Lăng Tiêu cưỡi thiên thần thạch phía trước mặt bay, thanh lân thôn thiên mãng ở phía sau mặt đuổi, một mực bụi cây kia trường sinh thảo hết sức kỳ lạ, trong miệng biến đổi trò gian uy hiếp Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu hận đến nghiến răng. Thứ hỗn trướng, chờ ta bắt lại ngươi, ta nhìn ngươi còn dám không dám kiêu ngạo như thế. Lăng Tiêu tức sôi ruột khí, bụi cây này kỳ lạ trường sinh thảo, tùy tiện một đôi lời, là có thể khiến người ta nổi trận lôi đình, đơn giản là tức chết người không đền mạng. Hơn nữa, Lăng Tiêu cũng phát hiện, vị này thanh lân thôn thiên mãng xác thực cực mạnh, thậm chí đã có thể so với chí tôn cảnh 9 tầng cường giả, thực lực cực kỳ khủng bố, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Hơn nữa này loại động tĩnh, e sợ đã kinh động tinh thần cung người. Đã như vậy, vậy thì đem động tĩnh huyên náo lớn hơn một chút. Chờ tinh thần cung những người kia lại đây, hay là ta có thể tìm được cơ hội cũng không nhất định. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cưỡi thiên thần thạch, bắt đầu ở sơn mạch trong đó đấu đá lung tung. Thiên thần thạch ánh sáng óng ánh, trực tiếp đụng vào một tòa vạn trượng núi thần bên trên, đại địa rung động, này một tòa núi lớn dĩ nhiên ầm ầm một hồi sụp đổ, núi đá bay ngang, đại địa rạn nứt, phảng phất là diệt thế. Vèo, Lăng Tiêu cưỡi thiên thần thạch hướng về vào lòng đất, sau đó từ một tòa núi lửa đang hoạt động bên trong lao ra, nhất thời núi lửa nổ ra, vô tận dung nham dâng trào, ngọn lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, chung quanh cổ thụ che trời tất cả đều bị biển lửa cắn nuốt. Trong tảng đá tên khốn kia, ngươi nhất định phải chết, Gia Gia nói cho ngươi biết, Gia Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tức chết Gia Gia, thạch đầu người ở bên trong, Gia Gia nhất định sẽ đem ngươi rút gân lột ra,
nhường ngươi hồn phi phách tán, suốt đời không được siêu sinh. Vô liêm sỉ khốn kiếp, ngươi nhất định phải chết. Sau lưng Trường Sinh Thảo tức giận đến oa oa kêu to. Thanh Lân Thôn Thiên Mãng tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng là cùng Thiên Thần Thạch tốc độ xấp xỉ như nhau, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp đuổi theo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mắt điếc tai ngơ, vẫn là tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Hả? Lăng Tiêu mắt sáng lên, bỗng nhiên cảm giác được, phía trước một tòa mây mù lượn quanh to lớn núi cao bên trong, tỏa ra một luồng để hắn tâm quý khí tức. Nơi đó dĩ nhiên có một vị hung thú, khí tức tuy rằng mịt mờ nhưng cũng cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên không thể so Thanh Lân Thôn Thiên Mãng yếu hơn mảy may. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thiên Thần Thạch trong nháy mắt hướng về cái kia tòa núi cao phóng đi, như một đạo sáng chói mặt trời, trực tiếp ở núi cao bên trên nổ tung. Ầm ầm ầm, cái kia tòa núi cao trực tiếp ầm ầm một hồi nổ tung, loạn thạch bay ngang, ánh sáng óng ánh, ngàn vạn cân đá tảng bao phủ cao ngày. Mà Thiên Thần Thạch nhưng là thừa cơ hội này, trong nháy mắt một hồi thu liếm khí tức, kèm theo cái kia chút phá toái núi đá, bay về phía phương xa. Giống, một đạo giống giận kinh thiên động địa tiếng vang lên. Sáng chói áng vàng trong nháy mắt bắn ra ra, một vị cao tới trăm trượng màu vàng vượn lớn từ núi cao bên trong vọt ra, cả người khí huyết cuồn cuộn, dường như muốn đổ nát hư không, trong con ngươi tràn đầy ngọn lửa tức giận. Chỉ thấy trong tay nó có một căn to lớn màu đen gậy to, như núi trụ giống như vậy, mang theo sát khí ngập trời, một côn hướng về Thanh Lân Thôn Thiên Mãng đập tới. Vừa Thiên Thần Thạch đụng nát màu vàng vượn lớn lãnh địa, thế nhưng khí tức trong nháy mắt liền biến mất rồi, lấy màu vàng vượn lớn linh trí. Tự nhiên không có cách nào phân rõ Lăng Tiêu đây là xua hổ nuốt sói kế sách, trực tiếp liền cây đuốc rơi tại Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trên người. Khốn nạn, chúng ta làm sao tới đến người này lãnh địa? Cái kia trong tảng đá mặt khốn nạn, ra ra nói cho người biết, người nhất định phải chết. Tiểu Thanh, chúng ta đi mau. Trường Sinh Thảo tức giận đến nổi trận lôi đình, hiển nhiên cũng là biết vị này màu vàng vượn lớn ly khai, vội vã chỉ huy Thanh Lân Thôn Thiên Mãng muốn phải rời đi nơi này. Thế nhưng màu vàng vượn lớn đã nhìn chằm chằm Thanh Lân Thôn Thiên Mãng, làm sao có khả năng để nó cứ như vậy ly khai. Ầm ầm ầm, to lớn thiết bổng hướng về Thanh Lân Thôn Thiên Mãng đập tới, cái kia cỗ ba động khủng bố, để hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Thanh Lân Thôn Thiên Mãng phảng phất cũng bị kích phát ra hung tính, tương tự là giống giận một tiếng, đuôi rắn khổng lồ càn quét ra, hướng về màu vàng vượn lớn đánh tới. Ầm, màu đen gậy to nện ở đuôi rắn bên trên, một luồng hào quang óng ánh bộc phát ra. Từ Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trên người, vô số màu xanh chớp giật theo màu đen thiết bổng, trong nháy mắt liền đem màu vàng vượn lớn bao phủ lại. Vẻ này màu xanh lôi đình phảng phất ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng, điện màu đen vượn lớn oa oa kêu to, cả người bộ lông màu vàng óng đều dựng lên. Rầm rầm rầm, màu vàng vượn lớn phảng phất biết Thanh Lân Thôn Thiên Mãng lợi hại, dĩ nhiên trực tiếp đem màu đen thiết bổng ném đi, song quyền đấm vào lồng ngực, như là một vị vô địch kim cương, cả người bùng nổ ra hào quang óng ánh. Hướng về Thanh Lân Thôn Thiên Mãng vọt tới. Vị này màu vàng vượn lớn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ hung thú Kim Cương Thần Viên sao? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, hắn có thể đủ cảm giác được, vị này màu vàng vượn lớn trong cơ thể, phảng phất lưu động một luồng vô cùng sức mạnh cuồng bạo. Hơn nữa, cơ thể nó hết sức khủng bố, khí huyết ngất trời, cả người còn như đúc bằng vàng ròng giống như vậy, tay không cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng chém giết, dĩ nhiên chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Bất quá Thanh Lân Thôn Thiên Mãng cũng không phải dễ trêu, nó quanh thân yêu khí cuồn cuộn, màu xanh chớp giật tràn ngập, thân rắn to lớn dĩ nhiên trực tiếp quấn ở Kim Cương Thần Viên trên người, mỗi một mảnh vải giáp đều đâm vào Kim Cương Thần Viên trong cơ thể, phảng phất là ở nuốt chửng Kim Cương Thần Viên sinh cơ. Ầm ầm ầm, này hai đại thượng cổ hung thú trong đó đại chiến kịch liệt, trong nháy mắt liền bạo phát. Vào lúc này, coi như là Trường Sinh Thảo oa oa kêu to, cũng không có cách nào khống chế trước mắt cục diện. Hai đại hung thú đều chiến ra máu tính, từng cái không sợ chết đang bắt sát. Mà Lăng Tiêu ẩn thân ở Thiên Thần Thạch bên trong, núp ở phía xa cũng không có ly khai, nhìn chăm chú vào này hai đại hung thú trong đó chiến đấu. Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng đều là thượng cổ hung thú, thực lực lực lượng ngang nhau, nếu là bọn họ đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, hay là Lăng Tiêu là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là Lăng Tiêu không biết là, Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trong đó đại chiến. Cũng đưa tới chú ý của những người khác, một đám khách không mời mà đến đang hướng về phương hướng này cấp tốc tới rồi. Chương 775, ngư ông thủ lợi, tuyệt đối là cấp chí tôn thú giữ khác ở đại chiến, mau đi xem một chút, có phải là có cái gì chí bảo xuất thế. Nói không chắc Trường Sinh Thảo là ở chỗ đó, mọi người tăng nhanh tốc độ. Một đám trên người mặc tinh thần bào cùng áo giáp màu đen đệ tử trẻ tuổi, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, cảm giác xa xa đại chiến kinh thiên động địa, cực tốc đi.
cầm đầu rõ ràng là Tử Vi Tinh Tử cùng Phần Thiên Yêu Hoàng. Tử Vi, người xác định Trường Sinh Thảo liền ở dãy núi này sao? Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi hỏi. Nên không sai được, Tinh Thần Cung trưởng bối, ở ngàn năm trước thời điểm, từng ở đây từng thấy Trường Sinh Thảo, nhưng tiếc là bụi cây kia Trường Sinh Thảo đã trở thành vô thượng thần dược, ủng có tốc độ cực nhanh, căn bản không có biện pháp bắt được, nhưng ta tông môn trưởng bối, nhưng nhớ rồi Trường Sinh Thảo sinh trưởng nơi, Long Mạch Dưỡng Linh vị trí, ở nơi này mảnh địa vực. Tử Vi Tinh Tử khẽ mỉm cười nói, được, như là được Trường Sinh Thảo, hai người chúng ta nói không chắc là có thể trước một bước vượt qua Chí Tôn Kiếp, chứng đạo Chí Tôn, ở lần này Thiên Tuyển Đại Hội bên trong rút ra thứ nhất. Còn có, ta muốn làm thịt Lăng Tiêu tên khốn kia. Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên nói. Điện hạ yên tâm, Lăng Tiêu lần này chắc chắn phải chết. Không đơn thuần là chúng ta, hắn còn đắc tội Chiến Thần Điện truyền nhân, vị đại nhân kia chịu định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tử Vi Tinh Tử nói rằng, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được, ha ha ha, chúng ta đi trước nhìn, như là cái kia hai vị cấp chí tôn hung thú lưỡng bại câu thương, nói không chắc chúng ta vẫn có thể chiếm được một chút lợi lộc. Phần Thiên Yêu Hoàng liếm môi một cái, chậm rãi nói rằng, hắn khí tức càng ngày càng mạnh, khí huyết ngất trời, ở Tuế Nguyệt Động khoảng thời gian này, hắn săn giết vô số cường đại thái cổ dị chủng, cắn nuốt tinh huyết của bọn họ, để hắn kỳ lân huyết mạch càng phát mạnh mẽ và kinh khủng. Nếu như có thể nuốt chửng cái kia hai đại cấp chí tôn hung thú, nói không chắc không cần Trường Sinh Thảo, hắn cũng có thể một lần đột phá chí tôn cảnh. Mặt khác trong một vùng núi, Triệu Nhật Thiên thân mặc áo bào vàng, kỵ ở hư không kim tình thú trên người, cả người đều tản ra một luồng cực kỳ khí thế bàng bạc. Coi như là tòa kỵ của hắn hư không kim tình thú, đều đang đã có nửa bước yêu tôn thực lực, hiển nhiên là chiếm được cơ duyên không nhỏ. Nhị đại gia, người thật xác định nơi đó có Trường Sinh Thảo sao? Hai đại cấp chí tôn hung thú đại chiến, cùng Trường Sinh Thảo có quan hệ gì? Triệu Nhật Thiên hơi nghi hoặc một chút nói, nên không sai được, bụi cây kia Trường Sinh Thảo tuy rằng hết sức trở đầu, ở Tuế Nguyệt Động né vài chục vạn năm, nhưng yêu thích dựa vào mạnh mẽ thú giữ bản tính không sai được, ta hoài nghi 8-9 phần 10, Trường Sinh Thảo là ở chỗ đó. Ngày ngày, chỉ cần ngươi chiếm được Trường Sinh Thảo, đây chính là vô thượng thần dược, nhất định có thể trợ ngươi một lần vượt qua Chí Tôn Kiếp. Đến thời điểm nghiền ép Lăng Tiêu, đơn giản là dễ như ăn cháo. Nhị đại gia cười hắc hắc nói. Được, Trường Sinh Thảo nhất định là ta Triệu Nhật Thiên, lần này ai dám theo ta Triệu Nhật Thiên cướp, ta giết kẻ ấy. Triệu Nhật Thiên vô cùng hào khí nói rằng, vừa nhắc tới nghiền ép Lăng Tiêu, hắn giống như là hít thuốc lắc giống như, hai mắt tỏa ánh sáng. Vèo, hư không kim tình thú cả người tản ra màu vàng hào quang, chân đạp mây tía, con ngươi như kim đăng, khí thế phi phàm, như một đạo kim sắc thiểm điện. Hướng về xa xa cực tốc vọt tới. Ngoại trừ Tử Vi Tinh Tử, Phần Thiên Yêu Hoàng cùng Triệu Nhật Thiên này hai nhóm người ở ngoài, ở phụ cận rất nhiều thiên tài cường giả, cũng đều là bị Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trận chiến này đã kinh động, dồn dập dương ra thân hình, hướng về bên này mà tới. Ầm ầm ầm, Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trong đó đại chiến quá mức kinh khủng, phương viên hơn trăm dặm ngọn núi đều bị rời thành bình địa. Núi bốn bay ngang, đại địa rạn nứt, cổ thụ che trời hóa thành bột mịn. Đại địa đều bị cứng rắn đánh cho sụp đổ hơn 10 trượng, nước sông chảy ngược mà đến, tạo thành một mảnh hồ nước khổng lồ. Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng đã đại chiến hơn trăm chiêu, chiêu chiêu hung hiểm, trên người đều là vết thương chồng chất, sức chiến đấu bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trên người vảy màu xanh đều bể nát, đuôi rắn cũng đứt đoạn mất một đoạn, trong đôi mắt có vết máu tràn ra, đó là bị Kim Cương Thần Viên một quyền nện ở trên đầu tạo thành. Kim Cương Thần Viên thần lực cái thế, cú đấm kia suýt chút nữa đem đầu của nó đập vỡ. Mà Kim Cương Thần Viên cũng không tốt hơn, thân trên đầu đầu cũng có răng khắp nơi vết thương, trên mặt đều xuất hiện một đạo huyết ngân, càng bình thêm mấy phần hung hãn khí. Giống, kinh khủng tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa, để xa xa hung thú đều là run lẩy bẩy, sợ đến chạy trốn tứ phía. Ầm ầm, Kim Cương Thần Viên đấm vào lồng ngực, một quyền đánh vào Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trên người, nhất thời mấy chục mảnh vải giáp hoa vì là bột mịn. Thanh Lân Thôn Thiên Mãng gào thét một tiếng, nhưng trong ánh mắt hung hãn khí càng mạnh hơn, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, quấn quanh ở Kim Cương Thần Viên trên người. Lớp vảy màu xanh hãm sâu vào Kim Cương Thần Viên trong cơ thể, tản ra một cổ cường đại lực cắn nuốt, bắt đầu nuốt chửng Kim Cương Thần Viên tinh huyết trong cơ thể. Ầm, 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 Kim Cương Thần Viên bị đau, kéo ra dữ tợn răng nhọn, bỗng nhiên cắn lấy Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trên người, đồng thời song toàn hung hăng hướng về Thanh Lân Thôn Thiên Mãng ném tới. Mỗi một quyền hạ xuống, đều sẽ có máu thịt tung tóe, như thiên cổ ở gióng lên, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Tiểu Thanh,
không nên đánh, đi mau a. Trường Sinh Thảo ở một bên gấp đến độ đều sắp nhảy cờn lên, Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng thực lực tương đương, trận chiến này quá mức khốc liệt, dựa theo khuynh hướng như thế xuống. Kết quả cuối cùng, rất có thể là Thanh Lân Thôn Thiên Mãng đem Kim Cương Thần Viên tinh huyết nuốt chửng hết sạch, mà hắn thì bị Kim Cương Thần Viên cứng rắn đánh giết mà chết. Cơ hội tốt, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, hắn thừa dịp Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng đại chiến, Thiên Thần Thạch chậm rãi nhúc nhích, đã đến Trường Sinh Thảo bên người ngàn trượng nơi. Ngàn trượng nơi, đối với Lăng Tiêu đến nói không lại là chớp mắt đã tới. Vèo, hắn trong nháy mắt từ Thiên Thần Thạch bên trong vọt ra, triển khai Na Di bí thuật, như thuấn di giống như vậy, trực tiếp xuất hiện ở Trường Sinh Thảo bên cạnh, giương tay vồ một cái. Khốn nạn, ngươi muốn thừa dịp cháy nhà hôi của gia gia đã sớm liệu đến. Trường Sinh Thảo nổi trận lôi đình, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, quanh thân bỗng nhiên có màu xanh hào quang tràn ngập, phiến lá loáng một cái, nhất thời chính là một đạo sáng chói ánh kiếm đến từ trên trời, hướng về Lăng Tiêu chém tới. Chiêu kiếm này rừng rực lóa mắt, như một đạo ngang dọc cửu thiên ngân hà, mang theo huy hoàng như thiên đạo vô cùng kiếm khí, phảng phất liền ngôi sao cũng có thể một chiêu kiếm chém xuống đến. Ồ, Lăng Tiêu hơi sững sờ. Không nghĩ tới bụi cây này Trường Sinh Thảo lại có thể phát sinh công kích kinh khủng như thế, chiêu kiếm này mấy tử đã có uy hiếp chí tôn sức mạnh, vô cùng khủng bố. Nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói, còn chưa đủ. Vèo, Lăng Tiêu lòng bàn tay có sáng chói thần quang tràn ngập, trong nháy mắt ngang trời mà lên, hóa thành ngàn tỷ đạo sáng chói kiếm khí, sinh sôi liên tục, hướng về chiêu kiếm này bao phủ mà tới. Đây là Trường Sinh kiếm khí, ba đại kiếm quyết một trong, có thể hình thành Trường Sinh kiếm khí lĩnh vực. Không chỉ trong nháy mắt phá tan rồi chiêu kiếm này, hơn nữa trực tiếp đem Trường Sinh Thảo bao phủ lại. Lăng Tiêu đại tay vồ lấy, liền đem Trường Sinh Thảo nắm ở trong tay. Chương 776, mọi người bức bách, ngươi vừa thi triển là Trường Sinh kiếm khí. Trường Sinh Thảo trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói. Ngươi dĩ nhiên cũng biết Trường Sinh kiếm khí. Xem ra trong đồn đãi, ngươi là độc cô cầu bại lưu lại vô thượng thần dược, hẳn là thật sự. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn Trường Sinh Thảo một chút. Siêu siêu siêu, Lăng Tiêu hai tay kết ấn, trong nháy mắt liền bày ra mấy lớp cấm chế phủ văn rơi vào Trường Sinh Thảo bên trên, ngoài ý liệu là Trường Sinh Thảo dĩ nhiên không có phản kháng. Tiểu tử, ta thương lượng với ngươi một hồi làm sao? Ngươi giúp ta cứu Tiểu Thanh, ta truyền cho ngươi độc cô cầu bại vô thượng tuyệt học, tuyệt đối so với ngươi tu luyện Trường Sinh kiếm khí lợi hại. Trường Sinh Thảo nhìn Lăng Tiêu một chút, cười hắc hắc nói. Chính là ngươi vừa thi triển chiêu kiếm đó sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt hơn người. Lăng Tiêu bĩu môi nói, bất quá trong lòng hắn nhưng là hơi động, vừa Trường Sinh Thảo thi triển chiêu kiếm đó, vẻ này mênh mông kiếm ý, tuyệt đối là võ học cấp thần, chỉ là Trường Sinh Thảo thật giống cũng không có cách nào điều động lực lượng nhiều lắm, vì lẽ đó Lăng Tiêu mới có thể dễ dàng phá chiêu kiếm đó. Nói riêng về chiêu kiếm đó, xác thực đã vượt qua Trường Sinh kiếm khí. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng lẽ, Trường Sinh Thảo thi triển chính là độc cô cầu bại chân chính là truyền thừa sao? Nhà quê, mỗi kiến thức, vừa lão phu chỉ dùng có thể so với hoàng giả cảnh sức mạnh, chiêu kiếm đó liền đã có uy hiếp chí tôn uy lực, như là lão phu có chí tôn thực lực, coi như là một vị thần, lão phu cũng có thể giết. Trường Sinh Thảo ngạo nghễ nói, không khoác lác có thể chết a. Thanh Lân Thôn Thiên Mãng là sủng vật của ngươi sao? Nếu quả là như vậy, ta ngược lại là có thể cứu nó. Lăng Tiêu trừng Trường Sinh Thảo một chút, liếc mắt nói. Hắn cảm giác được bên cạnh mình làm sao đều là một đống kỳ lạ. Cái kia cây củ cải lớn là cái kỳ lạ, bụi cây này Trường Sinh Thảo càng là cái kỳ lạ, một cái bình thường cũng không có. Trường Sinh Thảo lộ vẻ tức giận nói rằng, Tiểu Thanh là đồng bọn của ta, là bạn tốt, không phải là cái gì sủng vật. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám không cứu Tiểu Thanh, lão phu liền tự bạo mà chết, đến thời điểm ngươi lông cũng không chiếm được. Lăng Tiêu cười lạnh nói, yêu a hát, dám uy hiếp ta, ngươi có tin ta hay không đem Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng đều làm thịt. Trường Sinh Thảo nhất thời không còn tính khí, cười khổ nói, tiểu tử, ngươi nếu đã biết Trường Sinh kiếm khí, vậy khẳng định cũng là độc cô cầu bại hậu nhân, hai ta là người một nhà, không cần thiết đánh đánh giết giết không phải sao. Nhanh lên một chút đi cứu Tiểu Thanh, như là đã kinh động những người khác, vậy thì phiền toái. Được rồi, Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn nguyên bản cũng không có tính toán từ bỏ Thanh Lân Thôn Thiên Mãng mặc kệ, bắt được Trường Sinh Thảo, Thanh Lân Thôn Thiên Mãng nhất định sẽ bé ngoan nghe lời, đây quả thực là nhiều hơn một cái siêu cấp tay chân. Siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, vài đạo tiếng xé gió vang lên, một đám khí tức cường đại bóng người thật nhanh hướng về bên này mà tới. Lăng Tiêu, một đạo lạnh lẽo mà thanh âm phẫn nộ vang lên, phần thiên yêu hoàng ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu trên người.
Tinh Thần Cung cùng Thiên Yêu Cung đệ tử, toàn bộ đều chạy tới. Phần Thiên Yêu Hoàng, Tử Vi Tinh Tử, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, động tĩnh của nơi này hay là đem bọn họ đều kinh động. Tử Vi Tinh Tử liếc mắt liền thấy được Lăng Tiêu trong tay Trường Sinh Thảo, lạnh lùng nói, Lăng Tiêu, đem Trường Sinh Thảo giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Giao ra Trường Sinh Thảo, Phần Thiên Yêu Hoàng cũng là lạnh giọng nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Siêu siêu siêu, càng nhiều người chạy tới, tất cả đều là các đại võ đạo thánh địa cường giả, bị Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng đại chiến động tĩnh kinh động mà tới. Trong đó vẫn còn có không ít Lăng Tiêu người quen biết, Nam Thiên Thế Gia, Đế Mộ Sơn, Chân Bảo các loại võ đạo thánh địa cường giả, thậm chí ngay cả Triệu Nhật Thiên đều tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, xem ra hôm nay không thể thiếu muốn đại chiến một trận. Cái gì? Vô Thượng Thần Dược Trường Sinh Thảo. Nghe nói Trường Sinh Thảo là kiếm ma độc cô cầu bại lưu lại Vô Thượng Thần Dược, rất có thể cất giấu độc cô cầu bại truyền thừa. Lăng Tiêu, giao ra Trường Sinh Thảo, tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu, ngươi không muốn sai lầm. Đông đảo cường giả dồn dập mắng, nhìn chằm chằm Trường Sinh Thảo trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Bọn họ mặc dù biết Lăng Tiêu là Thanh Vân bảng trên cường giả, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng nơi này chính là có Tử Vi Tinh Tử cùng Phần Thiên Yêu Hoàng. Tử Vi Tinh Tử xếp hạng còn cao hơn với Lăng Tiêu. Lại thêm, ở đây hội tụ cường giả có tới mấy trăm người, Lăng Tiêu căn bản không thể nào là nhiều người như vậy đối thủ. Nguyên lai tiểu tử ngươi gọi Lăng Tiêu, mặc kệ ngươi tên gì, nhanh đi cứu Tiểu Thanh, nó kiên trì không được bao lâu. Trường Sinh Thảo có chút nóng nảy nói rằng, xa xa Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng quấn quýt lấy nhau, khí tức đều trở nên cực kỳ suy nhược lên, phảng phất tạo thành một cái bẫy chết, hai đại hung thú đều quyết tâm. Thì nhìn ai trước hết giết đối phương. Thậm chí có một ít võ đạo cường giả hướng về này hai đại hung thú tới gần, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực cùng vẻ tham lam. Trường Sinh Thảo chỉ có một cây, bọn họ hay là rất khó tranh cướp, thế nhưng này hai đại cấp chí tôn hung thú, khắp người đều là bảo vật a, bây giờ lưỡng bại câu thương, vừa vặn để cho bọn họ có làm ngư ông cơ hội. Yên tâm, có ta ở đây, Thanh Lân Thôn Thiên Mãng sẽ không chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, thản nhiên nói. Vèo. Lăng Tiêu căn bản cũng không có phản ứng những người kia, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt kim quang, hướng về Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng vào tới. Ầm ầm, Lăng Tiêu một chưởng đánh ra, lòng bàn tay phụt lên phong mang, từng đạo sâu thẳm ánh sáng bộc phát ra, hắn triển khai đại diệt hồn thuật, trong nháy mắt liền đem diệt hồn châm đánh vào đến rồi Kim Cương Thần Viên giữa chân mày. Thời khắc này Kim Cương Thần Viên đã suy nhược đến rồi cực hạn, cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trong đó chiến đấu. Hoàn toàn là bằng vào một luồng hung hãn bản năng cùng ý chí. Như là nó thời điểm toàn thịnh, Lăng Tiêu đại diệt hồn thuật cùng diệt hồn châm đối với nó căn bản không có hiệu quả, thậm chí ngay cả phá mở cơ thể nó đều làm không được đến. Nhưng là bây giờ, Kim Cương Thần Viên nhưng không có bất kỳ chống đối lực lượng. Kim Cương Thần Viên mi tâm trong nháy mắt nứt ra rồi, nó trong óc yêu hồn là nó duy nhất nhược điểm, bây giờ bại lộ ở Lăng Tiêu trước mặt, trong nháy mắt đã bị đại diệt hồn thuật diệt sát. Kim Cương Thần Viên con mắt trừng rất lớn, tràn đầy khó tin vẻ mặt, nó căn bản là không có cách tưởng tượng, dĩ nhiên sẽ bị một cái con sâu nhỏ giết chết. Không được, nhanh ngăn cản hắn. Hắn muốn chia sẻ cái kia hai đại cấp chí tôn hung thú, mọi người cùng nhau ra tay. Phần Thiên Yêu Hoàng cùng Tử Vi Tinh Tử đều là biến sắc, trong nháy mắt thả người mà đến, cả người tản ra ngập trời thần mang, một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Phần Thiên Yêu Hoàng triển khai Kỳ Lân Quyền, quanh thân ngọn lửa nóng bỏng tràn ngập, ánh quyền bên trên phảng phất có một vị to lớn kỳ lân nhảy ra. Mang theo hung hãn khí thế ngập trời, hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Mà Tử Vi Tinh Tử triển khai Tử Vi Thiên Hoàng Quyền, đấm ra một quyền, vạn sao lay động, sáng chói ánh sao rơi ra, phảng phất là một vị vô thượng thiên hoàng, hướng về Lăng Tiêu phát động tuyệt thế một đòn. Chương 777, Phẫn Nộ Chiến Ngàn Quân. Lăng Tiêu, mau thả cái kia hai đại cấp chí tôn hung thú. Lăng Tiêu, ngươi muốn chết. Tất cả mọi người phảng phất là bị Lăng Tiêu chọc giận giống như, dồn dập ra tay hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Trường Sinh Thảo đã rơi vào Lăng Tiêu trong tay, hắn lại vẫn muốn chia sẻ này hai đại cấp chí tôn hung thú, mọi người tự nhiên đều là phẫn nộ không thể xá. Thế nhưng, đã muộn, Lăng Tiêu đánh chết Kim Cương Thần Viên sau khi, nhất thời hơi suy nghĩ, trực tiếp đem Kim Cương Thần Viên thi thể cùng với trọng thương hôn mê Thanh Lân Thôn Thiên Mãng thu vào thiên thần thạch bên trong. Lăng Tiêu triển khai Na Di bí thuật, ở tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh phân thân, cả người nhưng là xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Ầm ầm ầm, chúng nhiều võ giả cường đại đồng thời ra tay, vẻ này thanh thế đơn giản là kinh thiên động địa, đặc biệt là Phần Thiên Yêu Hoàng Kỳ Lân Quyền cùng Tử Vi Tinh Tử Tử Vi Thiên Hoàng Quyền, ẩn chứa khủng bố vô cùng sức mạnh.
Lăng Tiêu nguyên bản vị trí, một tòa trên ngàn trượng ngọn núi trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hư không đều nứt ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên địa rúng động, thần quang bắn ra, như là một vòng tiểu mặt trời nổ tung, hào quang óng ánh soi sáng thiên địa, để vô số người đều là tâm thần rung động. Lăng Tiêu, giao ra trường sinh thảo, tha cho ngươi khỏi chết. Triệu Nhật Thiên hô to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ ghen tị vẻ mặt, một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Triệu Nhật Thiên trong lòng đố kỵ nhanh hơn phát điên hơn, đến chỗ nào đều có Lăng Tiêu, phàm là mình coi trọng bảo vật tất cả đều bị Lăng Tiêu đoạt đi rồi, Triệu Nhật Thiên trong lòng vô cùng oan ức. Tuy rằng hắn đối với Lăng Tiêu vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng giờ khắc này, nhiều như vậy cường giả ở đây, nhất thời để hắn càng ngày càng bạo, hung hãn ra tay với Lăng Tiêu. Ầm ầm, đây là Thái Dương Cung đại nhật phần thiên quyền, vô thượng chí tôn sát phạt thuật, bị hắn lấy Thái Dương thánh thể thôi thúc, quanh thân tinh lực ngút trời, ánh quyền như một vòng nóng bỏng mặt trời, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Yêu a hát, Triệu Nhật Thiên, ngươi dài bản lãnh a, lại dám ra tay với ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tương tự là đấm ra một quyền, màu vàng khí huyết nổ ra, long uy tràn ngập, một quyền đem cái kia vòng mặt trời oanh tạc, hai người thân hình đồng thời chấn động, cũng lui ra. Siêu siêu siêu, lấy phần Thiên Yêu Hoàng, Tử Vi Tinh Tử cùng Triệu Nhật Thiên ba đại thiên tài cường giả là đầu, Thiên Yêu Cung, Tinh Thần Cung, Nam Thiên Thế Gia, Đế Mộ Sơn chở vô số cường giả đem Lăng Tiêu vây. Có tới hơn ngàn người, mỗi người đều là khí tức vô cùng mạnh mẽ, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, chặt chẽ nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, người căn bản trốn không thoát, giao ra cái kia hai đại cấp chí tôn hung gia trường sinh thảo, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu, người tuy rằng rất mạnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi sức một người, có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy một trận chiến sao? Giao ra đây, bằng không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết hắn, ai cướp được chính là của người đó cơ duyên. Hơn 1000 tôn cường giả đem Lăng Tiêu vây vòng, phảng phất khơi dậy tất cả mọi người dũng khí. Từng cái trong ánh mắt đều lộ ra cực kỳ sát ý lạnh như băng. Lăng tiểu tử, còn không mau chạy, chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là muốn một người đánh 1,000 người a? Trường sinh thảo ngồi ở Lăng Tiêu trên bả vai, cực kỳ sốt ruột nói. Ta còn thực sự muốn thử một lần. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, cả người tản mát ra một luồng bàng bạc vô cùng chiến ý gợn sóng. Ngươi điên rồi, ngươi tuyệt đối điên rồi. Bị nhiều người vây công như vậy, ngươi tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Ta cầu van ngươi. Lăng tổ tông, ngươi muốn nếu không chạy, chúng ta đều phải xong đời. Trường sinh thảo quả là nhanh muốn khóc, ở Lăng Tiêu bên tai nhứ nhứ thao thao nói rằng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết. Lăng Tiêu cười nhạt, đem trường sinh thảo nhét vào thiên thần thạch bên trong. Các ngươi muốn chiến, vậy thì đánh đi. Muốn giết ta Lăng Tiêu, chỉ bằng các ngươi này đám người ô hợp, còn chưa xứng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, âm thanh ở bên trong đất trời rung động. Muốn chết, giết hắn đi. Tất cả mọi người bị Lăng Tiêu chọc giận, nhiều người vây công như vậy, hắn dĩ nhiên không chỉ không trốn đi, còn dám buông lời cuồng ngôn. Siêu siêu siêu, nhất thời, thì có ba cái người mặc hắc bào, cả người tử khí tràn ngập ông lão ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới, bọn họ đều là Đế Mộ Sơn cường giả, đã vượt qua tứ tượng chi kiếp, khí tức hết sức khủng bố. Giết, Lăng Tiêu cũng là bạo quát một tiếng, trong nháy mắt liền bạo phát. Thôn Thiên Kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, nổ bắn ra ngàn tỷ đạo phong mang. Lăng Tiêu một chiêu kiếm chém ra, thiên địa rúng động, trong hư không xuất hiện vô số đạo kiếm khí màu trắng, sinh sôi liên tục, phảng phất tạo thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực. Đây là trường sinh kiếm khí, ở Lăng Tiêu trong tay, bắt đầu bạo phát ra tài năng tuyệt thế. Lăng Tiêu, chớ có cản rỡ. Phần Thiên Yêu Hoàng song quyền ngang trời, trong quả đấm quyền sáo chính là một kiện cường đại chí tôn khí, sáng chói Thái Dương chân hỏa ngưng tụ ở ánh quyền bên trên, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Tử Vi Tinh Tử trong tay. Nhưng là xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, đây là Tử Vi Thần Kiếm, cũng là Tinh Thần Cung một cái cường đại chí tôn khí. Triệu Nhật Thiên nhưng là lấy ra một thanh kim quang sáng chói đại đao, còn như đúc bằng vàng ròng, mặt trên có tam thúc kim ô thần bí cảnh tượng, đây là kim ô thần đao, cũng là Thái Dương Cung chi chủ tặng xuống vô thượng bảo vật. Lấy ba người bọn họ dẫn đầu, nhất thời tất cả mọi người cuồng bạo, dồn dập triển khai tuyệt thế thủ đoạn, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Thôn Thiên Kiếm ngang trời bổ xuống dưới, một mảnh kia trường sinh kiếm khí lĩnh vực trong nháy mắt cuồng bạo, sáng chói ánh kiếm, trực tiếp đem ba người kia Đế Mộ Sơn ông lão xoắn thành nát tan. Vù, Thôn Thiên Kiếm ánh sáng lóe lên, liền đem ba người kia Đế Mộ Sơn lão giả huyết nhục nguyên thần tất cả đều cắn nuốt. Thôn Thiên Kiếm bên trong phảng phất truyền ra một luồng khát vọng gợn sóng, khát vọng chiến đấu, khát vọng giết chóc, khát vọng nuốt chửng tất cả. Ầm ầm,
Lăng Tiêu tung ngày mà lên, lăng không một kiếm chém xuống đến, nhất thời lại là mười mấy võ giả thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu, bị Thôn Thiên kiếm cắn nuốt. Thôn Thiên kiếm ánh sáng càng phát óng ánh lóa mắt, từng đạo sáng chói ánh kiếm bắn ra ra, ẩn chứa cực hạn sát phạt lực lượng. Kiếp trước vô thượng thần khí, cứ việc bị hao tổn rất nặng, nhưng cũng bắt đầu bạo phát ra tuyệt thế phong mang, theo nuốt chửng sinh linh huyết nhục cùng nguyên thần, để Thôn Thiên kiếm sức mạnh càng ngày càng mạnh. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu thịt tung tóe, chân tay cụt đâu đâu cũng có, Thôn Thiên kiếm một chiêu kiếm hạ xuống, hầu như giống như ăn cháo, nhất thời đại lượng võ giả chết thảm. Lăng Tiêu liền như hổ vào đàn dê giống như vậy, giết đến đông đảo võ giả là kêu cha gọi mẹ, vô cùng thê thảm. Lăng Tiêu, ăn một quyền của ta. Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt sát cơ rừng rực, đấm ra một quyền, nhất thời thiên địa rung động, một vị hung hãn ngập trời kỳ lân hướng về Lăng Tiêu đập tới. Ở Thánh Khư bên trong thua ở Lăng Tiêu trong tay sau khi, Phần Thiên Yêu Hoàng liền một luôn nhớ mãi không quên, muốn đánh bại Lăng Tiêu, rửa sạch sỉ nhục. Vì lẽ đó hắn ở Thiên Yêu Cung bên trong hăng hái tu luyện, càng là tu thành vài đạo mạnh mẽ vô cùng sát phạt thuật. Chương 778, hoàn chỉnh Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công. Cong, Phần Thiên Yêu Hoàng cú đấm này đánh vào Thôn Thiên kiếm bên trên, nhất thời đốm lửa bắn tứ tung, hai đại chí tôn thần uy đan dệt, để Thôn Thiên kiếm khẽ run lên, bùng nổ ra hào quang óng ánh. Phần Thiên Yêu Hoàng, quá lâu như vậy, ngươi lại còn là một chút tiến bộ cũng không có. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt phong mang vô cùng, một trường đánh ra, áng vàng nổ ra, tiếng rồng ngâm sông lên tận trời, nhất thời có một đạo chân long hướng về Phần Thiên Yêu Hoàng vồ giết mà tới. Đây là Vạn Long Đồ thần thuật, Lăng Tiêu mặc dù mới ngưng tụ một đạo chân long, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Phần Thiên Yêu Hoàng cánh tay tê dại, mặc dù phần lớn sức mạnh đều bị quyền sáo hấp thu, nhưng hắn vẫn bị đạo kia chân long bắn trúng, liền ngay cả hắn kỳ lân quyền đều bị phá ra, cả người như bị sét đánh, bỗng nhiên bay ngược ra. Siêu siêu, Tử Vi Tinh Tử cùng Triệu Nhật Thiên đồng thời hướng về Lăng Tiêu đánh tới, Tử Vi Thần Kiếm cùng Kim Ô Thần Đao ẩn chứa cực hạn sức mạnh, ánh sao ngút trời óng ánh, đại nhật ngang trời, phảng phất đem Lăng Tiêu kéo xuống tinh hà thế giới. Tử Vi Tinh Tử chân đạp tinh hà, như một vị uy nghiêm đế vương, Tử Vi Thần Kiếm chậm rãi hạ xuống, phảng phất có ngàn tỷ đạo ngôi sao giáng lâm. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Triệu Nhật Thiên nhưng là vô cùng cuồng bạo, Kim Ô Thần Đao lượn lờ ngập trời thái dương chân hỏa, hướng về Lăng Tiêu mạnh mẽ chém xuống đến. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, Thôn Thiên kiếm ngang trời mà lên, ức vạn đạo trưởng sinh kiếm khí tràn ngập ra, mỗi một đạo kiếm khí đều chuẩn xác không có lầm xuyên thủng một ngôi sao. Đầy trời ngôi sao đồng thời phá nát, Thôn Thiên kiếm cũng hung hăng chém vào Tử Vi Thần kiếm bên trên. Ầm, đốm lửa bắn tứ tung, Thôn Thiên kiếm ong ong rung động, nhưng Lăng Tiêu nhưng như là cắm căn ở trong hư không, vẫn không nhúc nhích, Tử Vi Tinh Tử liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, cả người khí huyết cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ. Hắn chính là Thanh Vân bảng thứ 6, đã từng chém giết quá một vị chí tôn, thực lực mạnh mẽ vô cùng, căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt. Thế nhưng này giao thủ một cái, hắn mới phát hiện Lăng Tiêu khủng bố. Cái kia loại kinh khủng thân thể lực lượng, nhất định chính là hình người thần thú, bất kỳ thần thông võ học, đều sẽ bị Lăng Tiêu một quyền nổ nát. Lăng Tiêu chém lui Tử Vi Tinh Tử sau khi, Thôn Thiên kiếm ở trong hư không hơi nhất chuyển, liền chắn Kim Ô Thần Đao. Ầm ầm, ở Thôn Thiên kiếm cùng Kim Ô Thần Đao đụng nhau trong nháy mắt, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, một quyền hướng về Triệu Nhật Thiên đánh tới. Vạn Long Đồ thần thuật, một đạo kim sắc chân long ngang trời xuất kích, đồng thời sau lưng Lăng Tiêu, áng vàng lượn lờ, mơ hồ có ngưng tụ ra đạo thứ hai chân long xu thế. Sát sát sát, Phần Thiên Yêu Hoàng liên tiếp gầm dữ dội ba cái chữ sát, để thiên địa chấn động, ánh mắt của hắn bên trong sát ý ngất trời, hóa quyền vì là trường, một dấu bàn tay hướng về Lăng Tiêu chém xuống, dĩ nhiên có ba tầng to lớn ánh đao hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Tam sát lục thần đao, mỗi một đao đều so với phía trước một đao tăng thêm sự kinh khủng, lưỡi đao tràn ngập, ba tầng lưỡi đao, mang theo sát khí ngập trời, vô cùng khủng bố. Giết, Tử Vi Tinh Tử cùng Triệu Nhật Thiên đều là mắt sáng lên, thấy được cơ hội, đồng thời triển khai cường đại sát phạt thủ đoạn, hướng về Lăng Tiêu vào tới. Trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, còn có mấy cái vượt qua tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, đó là mấy cái dáng vẻ già nua sáng tỏ ông lão, xem ra tuổi thọ không nhiều, muốn được hiểm một kích, giết Lăng Tiêu, đoạt được trường sinh thảo. Đến hay lắm, ha ha ha, Lăng Tiêu trong ánh mắt không có chút nào e ngại vẻ, ngược lại là cười to một tiếng, tiếng chấn động vân tiêu. Ầm ầm, chỉ thấy một vị ba chân hai tai đỉnh từ trong cơ thể hắn lao ra, tản ra hào quang óng ánh, trong nháy mắt trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn bên trên.
Thôn Thiên Vương Đỉnh, Thôn Thiên Vương Đỉnh vừa ra phát hiện, nhất thời để thiên địa ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt, vô cùng kim quang bộc phát ra, tạo thành một mảnh vô cùng sáng chói vòng xoáy. Liền bắt các ngươi đến thử một lần, Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, trong nháy mắt tung ngày mà lên, cả người cuồng bạo khí tức tràn ngập, Thôn Thiên Vương Đỉnh cuồn cuộn không dứt nuốt chửng tinh khí đất trời, hắn liên tiếp hướng về phía dưới đánh ra 7 quyền. Quyền thứ nhất tứ tượng kích thiên thức, tứ tượng thần quang ngang dọc thiên địa. Quyền thứ hai ngũ hành phong thiên thức, ngũ hành lực lượng phong tỏa bát phương, hóa thành một mảnh sáng chói kết giới. Quyền thứ ba lục đạo luân hồi thức, sương mù hỗn độn tràn ngập, lục đạo vòng thế giới hiện ra sau lưng Lăng Tiêu. Quyền thứ tư thất tinh toái thiên thức, bảy viên chí tôn ngôi sao rọi sáng thiên địa, mang theo ngập trời phong mang, từ trên 9 tầng trời giáng lâm. Quyền thứ năm bát hoang phần thiên thức, bát phương nóng rực hỏa diễm tràn ngập, tạo thành một mảnh diệt thế chi hỏa. Thứ sáu quyền cửu sát quy khư thức, chín đạo kinh khủng giết chóc thần quang ngang dọc, dường như muốn đem thiên địa vạn vật cũng hóa thành hư vô. Thứ bảy quyền thập phương câu diệt thức, vô tận tử khí phun trào, hỗn độn nổ ra, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công thất thức, lại bị Lăng Tiêu một hơi tất cả đều bạo phát ra. Đặc biệt là thứ bảy quyền, vốn là chí tôn cảnh mới có thể thi triển ra một chiêu, giờ khắc này bị Lăng Tiêu mạnh mẽ triển khai ra, hầu như đưa hắn cả người thật khí huyết dịch đều hút hết. Bảy đạo kinh khủng ánh quyền ngang trời, trong nháy mắt bạo phát ra. Ầm ầm ầm, trong thiên địa chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn sương mù, hư không phá mở, thần quang ngang dọc vòm trời, vô tận giết chóc khí tràn ngập. Ở Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công bên dưới, vô số võ giả tan xương nát thịt, hóa thành bột mịn, tất cả đều bị Thôn Thiên Vương Đỉnh nuốt chửng. Phần Thiên Yêu Hoàng Tam Sát Lục Thần Đao trong nháy mắt phá nát, bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay, sức mạnh kinh khủng bạo phát, để hắn thân thể rạn nứt, trong miệng to không ngừng ho ra máu, trong nháy mắt liền bị trọng thương. Cong, Lăng Tiêu dĩ nhiên gắng chống đỡ Tử Vi Thần Kiếm cùng Kim Ô Thần Đao, quyền ấn vô địch, rơi vào hai thanh chí tôn khí bên trên. Dĩ nhiên bạo phát ra kinh thiên thần uy. Đồng thời vẻ này vô cùng thần lực vẫn là theo hai đại chí tôn khí, truyền vào Tử Vi Tinh Tử cùng Triệu Nhật Thiên trong thân thể. Phốc phốc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ thảm biến thành màu trắng. Chuyện này, làm sao có khả năng? Phần Thiên Yêu Hoàng, Tử Vi Tinh Tử cùng Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu loại sức mạnh này, dĩ nhiên đã sắp muốn vượt qua chí tôn. Phảng phất chạm tới trong truyền thuyết thần linh cảnh giới, để cho bọn họ sâu trong linh hồn đều đang run rẩy không ngớt. Mà những võ giả khác nhưng là không còn có số may như vậy, Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công bạo phát, bảy đạo quyền ấn ngang trời, đại lượng võ giả bị đánh giết, thân thể nổ tung, nguyên thần biến mất, hóa thành một mảnh xương máu. Đợi đến trong thiên địa lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, chung quanh mấy tòa vạn trượng núi thần lại bị rời thành bình địa, trong vòng ngàn dặm nơi đều hóa thành một vùng biển mênh mông. Mà nguyên bản vây công Lăng Tiêu hơn 1.000 tôn võ giả cường đại, lại bị Lăng Tiêu đánh giết gần một nửa. Hắn không phải người, hắn không phải người a. Cái kia căn bản không phải người sức mạnh, là thần linh, là thiên đạo oai, quá kinh khủng. Chạy mau a, Lăng Tiêu là sát thần, là ác ma a. Đông đảo võ giả đều bị Lăng Tiêu sợ vỡ mật, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, nơi nào còn có một tia chiến ý. Giờ khắc này, tất cả tham lam, mơ ước, đố kỵ đều biến mất hết. Còn dư lại chỉ có thật sâu hoảng sợ. Chương 779, chém Tử Vi Tinh Tử. Lăng Tiêu cái kia bảy đạo quyền ấn chấn kinh rồi tất cả mọi người, thậm chí để Phần Thiên Yêu Hoàng, Tử Vi Tinh Tử cùng Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Mọi người không phải sợ, vừa cái kia bảy đạo quyền ấn nhất định là Lăng Tiêu sức mạnh mạnh nhất, hắn hiện tại căn bản không có dư lực phản kích, mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn đi. Tử Vi Tinh Tử trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu nói. Hắn giờ khắc này xem ra hết sức chật vật, trên người áo bào tím đều bể nát, tóc tai bù xù, trên mặt có mấy đạo huyết ngân, để hắn nguyên bản mặt mũi anh tuấn, giờ khắc này xem ra vô cùng dữ tợn. Tử Vi Tinh Tử là ai? Thanh Vân bảng thứ 6, đã từng chém giết quá chí tôn tuyệt thế thiên kiêu, là chiến thần đại lục phương Bắc mấy chục châu thiên tài số 1, nghĩ đến tự cao tự đại, lần này ở Lăng Tiêu trong tay tao ngộ thảm như vậy bại, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Bất quá vừa Lăng Tiêu thi triển sức mạnh kia, Tử Vi Tinh Tử tin tưởng, tuyệt đối là Lăng Tiêu dẫn động nào đó loại cấm thuật, không thể kéo dài, sức mạnh kia, hầu như có cùng chí tôn tột cùng cường giả tranh đấu sức mạnh. Không sai, mọi người cùng nhau tiến lên, Lăng Tiêu giờ khắc này đã không có dư lực phản kích, hắn bất quá là phô trương thanh thế thôi, giết hắn đi. Phần Thiên Yêu Hoàng cũng là trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu. Các ngươi có thể thử xem, Lăng Tiêu cười nhạt,
như cũ đứng ở trên hư không, áo trắng như tuyết, cầm kiếm chỉ về quần hùng, tóc đen tung bay trong đó, trong ánh mắt có sáng chói phong mang lấp lóe. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có rất nhiều người bị sợ vỡ mật, đều trốn, nhưng vẫn có một ít gan lớn hạng người lưu lại, từng cái trong ánh mắt tràn đầy dục già dục dịch vẻ. Nhưng không có một người dám động thủ trước, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh tới bắt mới là. Mà Lăng Tiêu giờ khắc này, thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công bảy đạo quyền ấn, xác thực đem hắn sức mạnh trong cơ thể lấy ra hết sạch, thế nhưng cái kia mấy trăm tôn võ giả bị giết, tinh huyết nguyên thần tất cả đều bị thôn thiên vương đỉnh luyện hóa, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu hao tổn tu vi bổ sung trở về. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có ra tay, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai còn muốn không biết sống chết ra tay với hắn. Nhị đại gia, ta có muốn đi lên hay không làm thịt Lăng Tiêu, đoạt hắn trường sinh thảo. Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Ngươi ngốc à, còn không mau chạy, ta cho ngươi biết, Lăng Tiêu tiểu tử kia tu vi bây giờ, một chút hao tổn cũng không có, ngươi nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Nhị đại gia trong thanh âm đều mang theo một tia lo lắng. Cái gì, một chút hao tổn cũng không có, chuyện này, làm sao có khả năng? Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng nhị đại gia, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt sáng, ngay cả xem cũng không có nhìn Lăng Tiêu một chút, xoay người chạy. Thái Dương cung thứ 10 thánh tử dĩ nhiên cũng đi rồi. Có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt vẻ do dự càng thêm mãnh liệt, trong lòng bắt đầu có một loại dự cảm xấu. Vương trưởng lão, người đi, giết Lăng Tiêu. Tử Vi tinh tử chỉ vào bên người một cái tinh thần cung trưởng lão, lạnh giọng nói rằng. Phải. Tinh thần cung trưởng lão cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn cắn răng một cái, ngang trời một đao hướng về Lăng Tiêu bổ tới. Ầm ầm ầm, ánh sao óng ánh, ánh đao rừng rực lóa mắt, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, dĩ nhiên không có chống đối, trực tiếp triển khai Na Di bí thuật, tránh thoát một đao này. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu nguyên bản vị trí, một tòa tiểu sơn đầu trong nháy mắt bị một đao tiêu diệt, núi đá bay ngang, khí thế hết sức kinh người. Ta cuối cùng lại cảnh cáo các ngươi một lần, ai dám ra tay với ta, tự gánh lấy hậu quả. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, quét mắt mọi người nói. Ha ha ha, Lăng Tiêu, đến hiện tại ngươi còn dám phô trương thanh thế. Chịu chết đi, Tử Vi tinh tử cười lạnh một tiếng, vừa vương trưởng lão thăm dò đã để hắn nhìn ra rồi. Lăng Tiêu chân bước có chút phù phiếm, thân hình hơi dừng lại, vừa nhìn chính là sức mạnh suy kiệt tạo thành, hắn nhất thời buông xuống lo lắng, cầm trong tay Tử Vi thần kiếm. Hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Hắn một chiêu kiếm ngang trời, Tử Vi thần kiếm tỏa hào quang rực rỡ, từng đạo lực lượng pháp tắc tràn ngập, phảng phất hóa thành ngàn tỷ đạo ngôi sao ánh kiếm, đồng thời hướng về Lăng Tiêu bao phủ đi. Tử Vi tinh tử nói không sai, Lăng Tiêu chính là đang hư trương thanh thế, mọi người cùng nhau tiến lên. Giết Lăng Tiêu, trường sinh thảo cùng cấp chí tôn hung thú chính là của chúng ta. Làm thịt hắn, đông đảo dã tâm hạng người phảng phất trong lòng dâng lên tự tin. Từng cái ánh mắt lạnh lẽo, dồn dập triển khai cường đại võ học hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Chỉ là phần thiên yêu hoàng có chút chần chờ, tuy rằng cũng là cầm trong tay kim ô thần đao vào tới, nhưng là rơi vào vị cuối cùng. Hắn cùng Lăng Tiêu chiến đấu qua, Lăng Tiêu như vậy bình tĩnh, căn bản không như là giả vờ, đây là một cái cạm bẫy. Nghĩ tới đây, phần thiên yêu hoàng cả người run run một cái, càng phát cảnh giác. Quả nhiên vẫn là có người không sợ chết a. Đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm ầm, quanh người hắn kim quang hừng hực, tinh lực ngất trời, một luồng minh mông long uy tràn ngập ra, tiếng rồng ngâm hét dài động vòng trời, hắn triển khai vạn long đổ thần thuật, một trường đánh ra. Sau lưng Lăng Tiêu, thậm chí có hai đạo vạn trượng chân long đến từ trên trời, bùng nổ ra khủng bố ngập trời sức mạnh, hướng về đông đảo cường giả vồ giết mà tới. Cảm giác được vẻ này hung hãn mà khí tức kinh khủng, đông đảo cường giả trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không được, này vốn là Lăng Tiêu cạm bẫy. Chạy mau a, đông đảo cường giả từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, trong lòng tràn đầy hối hận cùng hoảng sợ, vừa tại sao không trốn đi? Tại sao muốn bị tham lam che mắt con mắt? Ầm ầm ầm, thế nhưng đã muộn, tinh thần cung vị trưởng lão kia đứng mũi chịu sào, to lớn vuốt rồng chém xuống, nhất thời đem thân thể của hắn đánh thành nát tan, ở trong hư không triệt để nổ tung. Hai cái vạn trượng chân long ở trong đám người tàn phá. Mỗi một cái cũng có gần như chí tôn sức mạnh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đại lượng cường giả đẫm máu trời cao, nổ thành một mảnh xương máu. Mà Tử Vi tinh tử, càng là bị Lăng Tiêu trọng điểm chăm sóc, chân long ngang trời, to lớn vuốt rồng mang theo ngập trời thần lực hướng về hắn đập xuống.
Cong, vuốt rồng vỗ vào Tử Vi thần kiếm bên trên, nhất thời sáng chói phù văn nổ ra, Tử Vi tinh tử cả người run lên, cảm giác được cánh tay tê dại, hình như là mất đi chi giác giống như. Sau một khắc, một con khác vuốt rồng liền xuyên qua tầng tầng ánh kiếm phong tỏa, mạnh mẽ đánh vào trên ngực hắn. Răng rác, xương sườn gãy đoạn, Tử Vi tinh tử lồng ngực nhất thời sụp xuống, trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải đứng lên. Không thể, căn bản không khả năng, người bạo phát ra kinh khủng như vậy một đòn, làm sao có khả năng một chút hao tổn cũng không có. Tử Vi tinh tử trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, còn có một tia sợ hãi thật sâu vẻ. Hắn lần thứ nhất cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.